một lúc có lẽ cảm giác được hàn lập sẽ không nhượng bộ nên vật đầu đáp ứng hàn lập nghe nữ nhân này sảng khoái đáp ứng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nhưng lúc này mai ngưng lại nhìn chằm chằm hàn lập rồi đột nhiên chậm rãi nói ta mặc dù cùng đạo hiếu tiếp xúc chưa nhiều lắm nhưng tự nhận sẽ không nhìn lầm con người hàn huynh cho nên ta cũng không yêu cầu đạo hiếu phát độc thệ gì đó chỉ hỏi lúc nào hàn huynh muốn tia thông linh khí này nếu hàn huynh cần bây giờ tiểu nữ cũng tuyệt không trần chờ lập tức cấp cho huynh. Chương 585, hương vẫn tiêu hồn. Hàn Lập nghe giai nhân có thể nói sảng khoái như thế, có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không phải người thường, mặc dù trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh trở lại bình thường gật đầu nói. Nơi âm minh này nguy hiểm trùng trùng, không phải chỗ để sống. Sớm hồi phục pháp lực, để ta có thể lấy ra vài món bảo vật tốt. Nếu không vạn nhất có chuyện phát sinh, sẽ ứng phó không kịp. Mai Ngưng nghe Hàn Lập nói, không bất ngờ gật đầu lại tựa hồ nghĩ đến điều gì trên mặt ửng đỏ một chút sau đó nói cái phương pháp thông linh khí này nếu pháp lực ta còn tự nhiên có thể thông qua tay tiếp xúc dễ dàng truyền cho hàn huynh nhưng bây giờ pháp lực cũng bị giam cầm trong cơ thể nếu muốn đem linh khí truyền cho hàn huynh cũng chỉ có thông qua thông qua miệng kề miệng mai ngưng nói đến miệng kề miệng mặt cúi thấp xuống thanh âm càng trở nên thấp không thể nghe thấy còn có chút cả lăm Hàn lập đầu tiên là ngẩn ra, chứng kiến bộ dáng đỏ ửng động lòng người của nữ tử này, trong khỏi động tâm. Vừa có thể đồng thời khôi phục pháp lực, mà còn được hưởng thụ môi thơm của vị nữ nữ này, Hàn lập đương nhiên là cầu còn không được, trong lòng cũng nổi lên một cảm giác khác thường. Không khí trong phòng trở nên có chút mập mờ, nhìn Mai ngưng cúi đầu không nói, Hàn lập mặc dù kinh nghiệm tình cảm ít lại càng ít, nhưng cũng biết muốn đối phương chủ động làm như vậy, cơ hồ không có khả năng. Huống hồ bản thân cùng nữ tử này, căn bản là không có quan hệ thân mật đặc biệt sau khi tự đánh giá hàn lập không nói lời nào đứng dậy thân hình chợt lóe tới ngay bên giường đá ngồi xuống bên cạnh mỹ nữ mai ngưng theo bản năng cơ hồ muốn đứng dậy ly khai một chút nhưng vòng eo nhỏ nhắn chợt run lên bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lại tim nữ tử này đập liên tục chạm thấy ánh mắt cười mà không cười của hàn lập nhất thời đỏ bừng lần nữa cúi đầu xuống nhưng tay hàn lập lại nhấc nâng khuôn mặt tú lệ lên một chút làm cho nữ tử này rốt cục cũng không thể trốn tránh. Trong nháy mắt Mai Ngưng cảm thấy trong đầu trống rỗng, phiêu phiêu, không thể suy nghĩ được gì. Hàn lập hít sâu mùi thơm trên người nữ tử, sau đó thấy trong đôi mắt sáng của đối phương toát ra sự ngượng ngùng quyến rũ, ánh mắt nóng rực lên, cũng không nhịn được nữa vội cúi đầu xuống, hung hăng áp lên cặp mội thơm của nàng. Sự ấm áp, hương hương, thậm chí còn có vị ngọt, làm cho người ta muốn phát cuồng. Đôi mắt đẹp của Mai Ngưng lộ ra vẻ nhu nhược thất thần, nhưng sau một lát đột nhiên tỉnh lại, tay dơ ra muốn ly khai hàn lập. Mặc dù trong lòng nàng sớm đã chuẩn bị bị đối phương khinh bạc, nhưng khi sự tình trước mắt, sự ngượng ngùng nổi lên, theo bản năng kháng cự lại. Phải biết rằng, mặc dù người theo đuổi nữ tử này thật sự rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ cùng nam tử nào thân mật qua. Trái tim giờ phút này hoảng loạn cực kỳ, tại nơi hàn lập vừa hôn, mùi vị tựa hồ rất tuyệt vời, dục tính bất ngờ dâng lên. Đột nhiên hắn thô lỗ đem đối phương nhấn xuống một cái, thân thể nặng nề đè lên trên thân thể mềm mại không xương của nữ tử, hai người thuận thế đồng loạt ngả lên trên giường đá, trong miệng vẫn cực kỳ tham lam quấy động quỳnh tương ngọc dịch trong miệng đối phương. Khí lực mai ngưng không bằng hàn lập, bị hàn lập cường ngạnh đè xuống dưới, hoàn toàn không có lực phản kháng, mềm yếu dãy dụa trong chốc lát, nhưng không lâu cũng chấp nhận số phận, buông tha không chống cự. Dưới khí tức nồng đậm của nam tử vây quanh, đôi mắt đẹp của cô gái nhắm chặt, mặt đỏ như nước thủy triều, hàng lông mi thật dài rung nhẹ nhẹ, trong lòng hiển nhiên hỗn loạn dị thường. Trong lúc nhất thời, nữ tử này cũng hoàn toàn quên chuyện truyền linh khí. Bất quá tâm trí Hàn Lập kiên định, dù sao cũng không phải người thường. Lát sau, cảm giác nóng rực điên cuồng dần dần bị đánh tan, khôi phục thần sắc tỉnh táo. Miệng Hàn Lập tạm thời rời khỏi cặp môi thơm, nghiêng đầu sang bên, hướng vào vành tai nhỏ xinh như ngọc của đối phương, cười khẽ nói. Mai cô nương, mặc dù tư vị nam nữ trong lúc đó xác thực phi thường tuyệt vời, nhưng nàng cũng đừng nên quên việc truyền linh khí. Nghe Hàn Lập nói thế, thân thể Mai Ngưng bên dưới run lên, mặt ngọc càng thêm đỏ. Bất quá khi Hàn Lập cải biến sự thô lỗ vừa rồi, một lần nữa nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ đối phương, rốt cuộc cảm thấy một luồng khí lạnh từ miệng của đối phương chảy qua Hàn Lập vào trong cơ thể. Hàn Lập không dám chậm trễ, vội vàng rời khỏi người nữ tử, ở một bên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận hành tia linh khí này. Mai Ngưng sau đó cũng ngồi dậy, vội vàng sửa lại quần áo có chút rối loạn trên mặt vẫn ửng đỏ, nhất thời không có cách nào tan đi. Nữ tử này do dự một chút, rồi trộm nhìn Hàn Lập, thấy hai mắt hiện nhắm nghiền, lúc này không biết vì sao mới thở ra một hơi. Tiếp theo nàng bước xuống giường, đi vài bước đến ngồi trên ghế, sau đó nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh đang điều tức của Hàn Lập, vẻ mặt phức tạp. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập rốt cục cũng mở mắt, vừa lúc trông thấy ánh mắt tràn đầy tâm sự của nữ tử. Nhất thời, Mai Ngưng giật mình vội vàng xoay đi, không dám đối mặt thấy nữ tử chân tay luôn cuốn, hàn lập chợt cười. Nhưng hắn lập tức thu hồi nụ cười, đột nhiên tay vỗ vào túi chữ vật. Một vật tiếp một vật từ trong bạch quang lóe ra, trong chốc lát bên cạnh hàn lập xuất hiện một đống lớn. Trong có vừa có bảo vật, cùng một ít tài liệu ra yêu thú, không biết hàn lập lấy ra là có dụng ý gì. Huynh đã có thể sử dụng pháp lực mai ngưng mặc dù đối với việc thông linh khí phi thường tự tin, nhưng chính khi thấy hàn lập mở túi chữ vật, cũng vui mừng hô lên một tiếng. Pháp lực mặc dù rất ít, Cơ hồ một cái pháp thuật cấp thấp cũng phóng không ra, nhưng nếu muốn mở túi chữ vật cũng không thành vấn đề Hàn Lập mỉm cười nói, nhưng tay cũng không chậm trễ, trong chốc lát liền lấy ra tất cả những đồ vật mình muốn ra. Sau đó, từ trong áo lấy ra cổ bảo kim kính, hoa lam, ngân chung không dùng đến, ống tay áo phất một cái thu vào túi chữ vật. Mai ngừng xem có chút hoa mắt, nhìn đống đồ vật bên cạnh Hàn Lập, trên mặt lộ vẻ cổ quái. Hàn huynh, ta vẫn chưa biết, huynh là tu sĩ trúc cơ kỳ sao nữ tử này rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng, trần trừ hỏi. Đương nhiên không phải, ta là tu sĩ kết đan kỳ đến lúc này, Hàn Lập cũng không có ý giấu giếm, thản nhiên nói. Cái gì, cho dù trong lòng mai ngưng cơ hồ đoán được, nhưng vẫn giật mình hô lên một tiếng. Hàn Lập cười cười, không để ý tới ánh mắt trở nên khác thường của nữ tử, tay lại vỗ vào túi linh thú. Nhất thời ánh sáng chợt lóe, một con tiểu hầu từ trong hào quang xuất hiện trước mắt, đây đúng là đề hồn thú. Nói cũng kỳ quái, khi thân hình vừa hiện ra con thú nguyên vốn lười biếng này đột nhiên tinh thần rung lên dùng mũi đánh hơi vài cái lập tức hưng phấn lên tại bốn phía hàn lập chạy qua chạy lại điều này làm cho trong lòng hàn lập không khỏi động mai ngưng hiển nhiên không có nhận ra kỳ thú thu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh này chỉ dùng ánh mắt nhìn tiểu hầu vài lần lộ ra vẻ tò mò mai cô nương cô hãy chờ trong phòng chốc lát ta thừa lúc còn có chút pháp lực đi làm chút chuyện rồi trở lại sau hàn lập thần sắc như thường nói chuyện gì nữ tử chớp đôi mắt đẹp có chút hoang mang hàn lập không nói thêm điều gì từ trong đống đồ vật lấy ra vài món để vào trong áo sau đó không để ý tới những thứ còn thừa trực tiếp đi tới cửa phòng phía trước nhẹ nhàng đẩy ra nhìn bên ngoài một chút sắc trời bên ngoài vẫn như trước hiển nhiên nơi này không phân biệt ngày đêm bất quá không biết bây giờ là giờ nào nhưng rõ ràng người hoạt động bên ngoài ít lại càng ít tựa hồ đại đa số mọi người đã quay về nhà nghỉ ngơi hàn lập hướng đế hồn thú ngoắc một cái con thú này lướt tới một tiếng, liền tự động bay vụt vào ống tay áo. Hắn lúc này mới quay đầu hướng Mai Ngưng cười cười, đoạn thân người chuyển ra ngoài. Chỉ để lại người đẹp Mai Ngưng không ngừng nghi hoặc đang đứng trong phòng. Động tác Hàn Lập bên ngoài cực kỳ linh hoạt, tận lực tránh khỏi tai mắt người khác. Đảo mắt, hắn dừng lại trước một căn nhà đá, nhìn bốn phía đánh giá một chút, sau đó không do dự đẩy cửa bước vào. Qua một lát, Hàn Lập hài lòng đi tới, nơi này có một ít chất lỏng trầm thủy. Hàn lập dùng mấy bình không dung lượng lớn trong túi chữ vật, lấy đi khoảng một nửa chỗ này, sau đó mới rời khỏi phòng. Lúc đi ngang qua một góc, thấy một gian nhà đá hình tròn kỳ lạ, thần sắc Hàn lập vừa động, thân hình dừng lại. Nếu Hàn lập nhớ không lầm thì nơi này chính là chỗ ở của vị trung niên họ phong kia. Mà lúc này, hắn cảm thấy nguyên lực vốn có thể điều động, đã bắt đầu trở nên vô lực, đang dần biến mất. Trường 586, Lai Khách, Hàn Lập liếc mắt nhìn khắp nơi, vừa lúc không có ai, hắn không do dự vỗ vào túi linh thú một cái, một con tam sắc về kim trùng vô thanh vô tức bay ra. sau đó hắn miễn cưỡng điều động một tia thần niệm cuối cùng ra lệch, con trùng vù một tiếng bắn về phía nhà đá. sau đó từ khe hở của cửa đá, thân hình con trùng thoát một cái đi vào. trong phòng im lặng, không một tiếng vang. thấy vậy, trong lòng Hàn Lập cười lạnh một tiếng, không quay đầu lại hướng nơi ở trở lại. khi Hàn Lập vừa mới đi qua một góc, đột nhiên một tiếng hét thảm xé gió thê lương từ nơi ở của người trung niên họ Phong bay đến hàn lập nhếch miệng mặt không chút thay đổi tiếp tục đi tới bất quá xa xa đã nghe tiếng người hỗn độn phát ra một khi đã cùng tên trung niên họ phong kết thủ oán hắn tự nhiên muốn thừa dịp thần thức pháp lực hiện tại còn sử dụng được giải quyết sạch sẽ hậu hoạn này nếu không bị người này ghi hận trong lòng cũng có chút bất an còn chưa trở lại phòng thông linh khí mang đến điểm pháp lực kia đã tiêu tán sạch sẽ thần thức đồng thời cũng không thể rời thể hàn lập nhẹ lắc đầu nhìn sang chỗ ở cách đó không xa bước đi Đi vào trong phòng, thấy Mai Ngưng trên giường đá đang nghiêng người nằm, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn, không biết từ bao giờ đã ngủ say. Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn sắc mặt đang ngủ ngọt ngào say lòng của nàng, nhớ tới tình hình hôn nhau khi nãy, trong lòng có chút nóng lên. Nhưng khi thấy trên người nữ tử này có chút hàn khí lạnh lẽo, do so dự một chút, liền từ trong đống đồ vật trên bàn, nhặt lấy một tấm da thú to, đắp lên người nàng. Nữ tử này tựa hồ cảm thấy ấm áp, chân mày vốn đang nhíu lại giãn ra. Sau đó theo bản năng quấn tấm da thú trên người lại, vẫn ngủ say không tỉnh. Hàn Lập thấy vậy, không khỏi mỉm cười, cũng khó trách, nữ tử này mặc dù thể chất hơn xa thường nhân, nhưng dù sao cũng là hạng nữ lưu. Trước đây một phen lăn lộn, làm cho thể xác và tinh thần uể oải cực kỳ. Kết quả trong lúc chờ Hàn Lập, bất tri bất giác cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ nổi lên. Hàn Lập sau khi cười, cũng không thức tỉnh đối phương, mà nhìn đống tài liệu trên bàn, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Không biết qua bao lâu, Mai ngừng chậm rãi tỉnh lại. Kết quả chưa kịp mở đôi mắt đẹp, bên tai đã truyền đến một âm thanh thản nhiên. "Mai đạo hữu nếu đã tỉnh lại, vậy hãy chuẩn bị. Hai ngày này chúng ta sẽ khá bận rộn, còn có một chút chuyện phải chuẩn bị." Vừa nghe rõ nội dung lời nói, sắc mặt nữ tử đỏ lên, ngồi dậy, tấm da yêu thú trên người tự nhiên rơi xuống. Điều này làm cho nàng ngẩn ngơ, tiếp theo cặp mắt đẹp nhìn chỗ âm thanh truyền ra, mặt lộ vẻ phức tạp. Hàn Lập đang ngồi đối diện trên ghế, sửa sang lại một tấm da thú lớn, thấy nữ tử này tỉnh lại, hướng nàng cười cười. Không biết mai cô nương có tinh thông chuyện thiêu thùa hay không? Nơi này ta có một ít da thú cao cấp hỏa thuộc tính. Nếu có thể, tốt nhất đem chúng chế thành bộ áo da mặc trên người. Như vậy, đối với âm phong cũng có chút công dụng chống đỡ. Ta có thể thử một lần, nhưng mà cần một chút dụng cụ may vá. Thấy Hàn Lập không hề nhắc đến chuyện hôn môi ngày hôm qua, Tâm tí xấu hổ của Mai Ngưng cũng giảm xuống, nhưng không biết vì sao, trong lòng có chút mất mát không nói nên lời. Bất quá biểu hiện ra trên mặt, cũng chỉ có chút ửng đỏ trả lời. Gia thú này dường nhưng rất cứng, cũng chỉ có pháp khí phi châm, mới có thể miễn cưỡng xuyên qua chúng nó. Sau đó dùng một chút gân thú khâu lại, dù sao chúng ta cũng chỉ muốn chống đỡ âm phong, không cần quá để tâm hàn lập khoát tay, trên bàn xuất hiện một cây châm dài màu xanh, đưa qua, bộ dáng đã sớm chuẩn bị. Châm này đúng là một kiện đỉnh cấp pháp khí, vô cùng lợi hại. Hàn Lập vốn cũng đã quên, là từ một gã tu sĩ xui xẻo nào đó chết trên tay hắn lấy đi. Hôm nay vừa lúc cảm thấy có thể sử dụng, liền từ trong túi chữ vật lấy ra. Ta sẽ hết sức mai ngưng cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói. Hàn Lập gật đầu, đang định muốn nói cái gì, thì ngoài cửa đã có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó một thanh âm giả nua truyền đến. Không biết Hàn Đạo Hữu có trong đó không? Ai vậy? Hàn Lập sửng sốt, có chút kỳ quái hỏi, nhưng sau đó cảm giác thanh âm có chút quen tai, suy nghĩ một chút, đúng là thanh âm của lão giả dâu dài, tức thì trong lòng kinh ngạc. Ha ha, hôm qua tại bãi đá đạo hữu cùng tại hạ trò chuyện rất vui vẻ bên ngoài truyền đến tiếng cười sang sảng, quả nhiên đúng là vị tự xưng là tu sĩ Ngũ Long Hải. Đối phương nói như thế, Hàn Lập tự nhiên sẽ không đóng cửa không gặp. Hắn cũng có chút tò mò về mục đích đối phương tới đây, liền đứng dậy đi tới, mở cửa phòng ra. Bên ngoài phòng quả nhiên là lão giả dâu dài, Phía sau còn có hai lão giả khác, một vị mặt đỏ râu bạc trắng, một vị lưng gù âm trầm. Ba vị mời vào Hàn Lập không có hỏi ý định của đối phương trước, thoải mái đem mấy người này vào bên trong. Đây là Mai đạo hữu ba người nhìn thấy Mai Ngưng trong phòng, trên mặt lộ ra vài phần kinh diễm, nhưng sau đó thần sắc như thường thi lễ nói. Mai Ngưng hoàn lễ lại, đứng bên cạnh Hàn Lập, cũng không nhiều lời, bộ dáng lấy Hàn Lập làm chủ. Ba vị lão giả có chút đăm chiêu liếc mắt một cái. Chờ ba người ngồi xuống trên ghế, Hàn Lập mới nhìn hai người kia, chậm rãi nói. Nhị vị này cũng là, Hàn Đạo Hữu đoán không sai, hai vị này là đồng đạo đến từ Đại Tấn Quốc, một vị linh phù môn vân Đạo Hiếu, một vị tứ hải là nhà kim đạo hữu lão giả dâu dài mở miệng giới thiệu nói. Hàn Lập gật đầu để ý một chút, hai vị này cũng cẩn thận đánh giá Hàn Lập vài lần, động thời khách khí. Ba vị đạo Hiếu cùng nhau đến đây, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao? Thần sắc Hàn Lập bất động nói nghe hàn lập nói thế ba người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau một cái lão giả dâu dài vội ho một tiếng thâm ý sâu sắc nói hàn đạo hữu có biết hay không giáo tập võ công bổn thôn phong trưởng lão hôm qua bị một con quái trùng vô danh cắn chết nghe nói quái trùng này thừa dịp hắn ngủ say đột nhiên cắn nát hít hầu chết cực kỳ thê thảm ồ có chuyện như vậy không biết là dạng quái trùng gì lại lợi hai như thế biểu tình hàn lập không chút thay đổi thản nhiên nói làm cho trong lòng ba người một trận nghĩ thầm căn bản phán đoán không ra có hay không có liên quan tới hàn lập cái này không rõ lắm bởi vì khi những người khác nghe thấy tiếng phong trưởng lão đã tắt thở chỉ có vài tên thôn dân nhìn thấy một con phi trùng từ miệng vết thương bay ra mặc dù dùng binh khí chém con trùng này vài cái nhưng con trùng này cứng rắn dị thường dĩ nhiên không hề bị thương tại đương trường bay đi bởi vì trên người nó máu tươi ướt đẫm nên không ai thấy rõ được hình dáng của con trùng này lão giả dâu dài mắt không chấp nhìn Hàn Lập chằm chằm, chậm rãi nói. Thần sắc hai người khác đồng thời ngưng trọng nhìn Hàn Lập không nói. Như thế nào, chẳng lẽ ba vị tưởng tại hạ làm? Đến đây hỏi tội, thần sắc Hàn Lập không đổi, lưng dựa về phía sau, uể oải nói. Sao lại như vậy được, ba người chúng ta tuyệt đối tin tưởng Hàn Đạo Hữu không làm việc này. Chính là nếu thật sự là Hàn Đạo Hữu làm, ba người chúng ta cao hứng còn không kịp. Con người gã họ phong nọ dựa vào có chút võ công, luôn luôn bất kính với mấy người chúng ta chết thật đúng lúc sắc mặt lão giả hơi đổi, ha hả cười nói. Hàn lập nghe lời này, hai chồng mắt híp lại, không lập tức trả lời nhìn bọn họ. Mà sau khi con mắt lão giả nó hơi chuyển, vừa lại thử dò xét nói. Nhưng là chúng ta nghe người ta nói, hôm qua phong trưởng lão tựa hồ có đi đến phòng đạo hữu một lát, sau đó liền cúi đầu ủ rũ đi ra. Hơn nữa hôm nay kiểm tra thi thể người này, phát hiện cánh tay hắn không ngờ bị bẻ gãy. Xem ra Hàn Huynh mặc dù pháp lực đã mất, nhưng lại có thủ đoạn lợi hại khác nghe đối phương nói như thế hai hàng lông mày hàn lập nhíu lại xem ra mấy vị này trong thôn còn có chút thế lực dĩ nhiên việc xảy ra hôm qua cùng gã trung niên họ phong kia trong phòng sau đó bị nhục đều biết một ít ba vị đạo hữu đi chuyến này chẳng lẽ là vì việc này nếu có chuyện gì không ngại xin nói thẳng tại hạ thật sự không có hứng thú quanh co lòng vòng hàn lập im lặng trong chốc lát thanh âm lạnh lùng đi cái này đám người lão giả dâu dài nghe hàn lập nói thẳng thắng nói như thế không khỏi nhìn nhau trên mặt mỗi người mang vẻ trần chờ Nếu không muốn nói, Hàn Mỗ cũng không miễn cưỡng, mấy vị đạo hữu xin mời rời khỏi Hàn Lập không muốn dây dưa, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói thêm. Có lẽ lời này của Hàn Lập, rốt cuộc làm cho đối phương quyết định, lão giả lưng gù âm trầm đột nhiên mở miệng. Hàn đạo hữu không biết người có hứng thú, cùng chúng ta đồng thời thống trị thôn này. Là ý gì, Hàn Lập vừa nghe liền mặt nhăn mày cau nhưng trên thực tế đã mơ hồ đoán được ý đối phương. Nếu cùng là tu sĩ, vậy tại hạ liền nói thật. Nói vậy đạo hữu cũng từng gặp qua vài vị trưởng lão trong thôn. Trừ vị đại trưởng lão kia ỷ vào đến trước chúng ta, có thể nắm giữ quyền to trong thôn. Địa vị các tu sĩ trong thôn còn lại đều như nhau, cũng no đói như nhau, thậm chí để chúng ta mạo hiểm ra ngoài diệt sát âm thú. Trái ngược là, ta duy nhất chỉ có thể dựa vào âm thú làm phép, lại nắm giữ vài vị phàm nhân trong tay. Căn bản đề phòng chúng ta như là phòng cướp, quả thực là đại sĩ nhục, đã như vậy, tu sĩ chúng ta dứt khoát liên hợp lại, hoàn toàn nắm giữ quyền to trong thôn. Không biết ý hàn đạo hữu như thế nào, lão giả dâu dài thấy đồng bạn đã tiết lộ một ít tin tức, cũng không giấu giếm nói ra ý đồ chính thức khi đến đây. chương 587, Cốt Hạp, các người muốn đoạt quyền, thân sắc hàn lập không đổi, thản nhiên hỏi, không sai, người tu tiên chúng ta, sao có thể cùng phàm nhân giống nhau, bị tên trưởng lão kêu là phải đến, nói là phải đi. Đáng lẽ chúng ta mới là trưởng lão trong thôn, Ta đường đường một tu sĩ trúc cơ kỳ, bị đám phàm nhân đối xử như thế, đã sớm không thể chịu đựng được. Mà trước đây, nhân số tu sĩ chúng ta quá ít, cho nên không dám coi thường vong động, nhưng bây giờ có hai vị gia nhập, đại sự hiển nhiên sẽ thành một vị lão giả mặt đỏ khác, trong mắt cũng chấp động nói. Không có hứng thú, ba vị đạo hữu xin hãy trở về. Coi như chưa từng nói với tại hạ việc này ánh mắt hàn lập hướng ba người đảo qua, mặt không chút thay đổi nói ra làm sắc mặt ba người đại biến. Sao vậy, đạo hữu cam tâm ở dưới người khác, chỉ cần chúng ta đoạt chức vị trưởng lão trong thôn, mấy người chúng ta sẽ cùng quản thôn này, không phân lớn nhỏ. Lúc đó, cho dù hoàn cảnh nơi này có ác liệt trở lại, chúng ta cũng có thể tiêu diêu lão giả dâu dài sau khi cười lớn một lát, vẫn mở miệng khuyên nhủ. Ta nghĩ, chư vị đạo hữu tính sai một việc, hai người chúng ta cũng không có nói qua muốn ở lại thôn này, qua hai ngày nữa sẽ rời khỏi nơi đây. Cho dù ba vị có nói như thế nào, ta cùng mai cô nương cũng sẽ không dây vào hàn lập sờ cầm, bình tĩnh nói. Rời khỏi nơi này, hai vị đối với thôn này không hài lòng, muốn đi thôn khác. Đạo hữu không biết, thôn chúng ta trong các thôn, đã là thôn lớn số một số hai. Tình trạng các thôn khác, không thể sánh bằng bổn thôn. Lão giả dâu dài ngẩn ra, không khỏi thốt lên nói. Nghe đối phương nói, hàn lập lãnh đạm cười một chút, nhẹ nhàng lắc đầu không nói. Chẳng lẽ hai vị muốn lên bảo phong sơn nọ? Lão giả lưng gù thấy thần sắc hàn lập như thế, linh quang trong đầu chợt lóe, vẻ mặt kinh ngạc. Thì sao, hai người chúng ta không muốn lưu lại đây, nghĩ muốn rời đi nơi này, bộ rất kỳ quái sao? Nụ cười hàn lập thu lại, từ chối cho ý kiến nói. Đây không phải là chuyện có kỳ quái hay không, mà là hai vị đạo hữu có biết, bạo phong sơn kia là cái chỗ gì không, có bao nhiêu nguy hiểm. Lão giả mặt đỏ vuốt tròm dâu bạc trắng, mặt mang cổ quái hỏi. Mặc dù biết không nhiều lắm, nhưng tình huống đại khái đã nghe vị giải trưởng lão kia nói một ít hàn lập liếc mắt nhìn người này một cái, bất động thanh sắc trả lời. Hừ, tên kia thì biết nhiều ít, bạo phong sơn đáng sợ bao nhiêu, tất cả chỉ là nghe người ta nói mà thôi. Bạo phong sơn chân chính đáng sợ, chính ta cũng vân đạo hữu đã thể nghiệm qua. Nếu không phải pháp lực hoàn toàn biến mất, chúng ta cũng có thể thông qua. Không nói tới, dưới bạo phong sơn có vài con âm thú cường đại chiếm cứ chỗ âm minh. Một khi không để ý làm kinh động chúng nó, liền chết không có chỗ chôn. Cho dù có thể may mắn qua khỏi một cửa của âm minh thú, với gió bão âm minh cùng nguyễn vụ cũng là giết người vô hình. Tuyệt không có cơ hội bò lên tới đỉnh núi, hơn nữa chờ khi cái khe mở ra, có thể từ đỉnh Bạo Phong Sơn ra khỏi đây, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có người nào thật sự trải qua. Căn bản có lẽ không có khả năng thành công sau khi mặt biến sắc mấy lần, lão giả lưng gù như nghĩ lại chuyện xưa mà tỏ vẻ sợ hãi nói: Hai vị đạo hữu từng leo qua Bạo Phong Sơn có thể nói nghe qua một chút hay không thần sắc Hàn Lập vừa động, nhìn hai người chằm chằm, cảm thấy hứng thú hỏi. Không có gì, Hàn Đạo Hữu không hỏi, hai người chúng ta cũng muốn nói ra. Để mong có thể khiến Đạo Hữu từ bỏ đi ý định này. Lúc ấy ta cùng Kim Đạo Hữu mới vừa tới đây không lâu, cũng không muốn sống như vậy cả đời. Vì vậy sau khi chuẩn bị hơn nửa năm, liền cùng ba vị đạo hữu thôn khác hợp lại, đồng loạt đi tới Bạo Phong Sơn. Kết quả còn chưa tới gần núi này, thì có một vị đạo hiếu bị âm thú phụ cận phát hiện, liền táng thân dưới chân núi. Khi chúng ta thật vất vả lên đến Bạo Phong Sơn, còn có hai vị đạo hữu ngay cả một phần tư của Bao Phong Sơn cũng không đến được, đã bị âm minh phong trước sau đông cứng ở trên núi. Mà ta cùng Kim đạo hữu bởi vì trên người còn mang một ít đá lửa, cuối cùng miễn cưỡng có thể tiếp tục đi tới. Nhưng càng leo lên cao, âm phong lại càng lớn, thậm chí làm cho người không thể đặt chân. Cuối cùng hai người chúng ta ngay cả huyến vụ chỗ sườn núi cũng không nhìn thấy, mấy lần bị cuồng phong tấp hạ xuống núi đá, mặc dù may mắn không chết, nhưng cũng không dám đi về phía trước nữa. bất đắc dĩ không thể làm gì khác là quay về. cứ như vậy trở lại trong thôn, bởi vì hai người chúng ta bị âm phong thấm vào xương, lập tức bệnh nặng nằm đủ mấy tháng mới có thể một lần nữa xuống giường hoạt động. từ đó về sau, hai người chúng ta hoàn toàn từ bỏ đi ý nghĩ muốn từ bạo phong sơn đi ra ngoài vẻ hồi hộp, lão giả mặt đó chậm rãi nói: thật là đáng sợ hàn lập vuốt cầm, có chút đam chiêu lẩm bẩm nói há chỉ là đáng sợ mà có thể hình dung hai vị đạo hữu hãy dập tắt suy nghĩ này đi căn bản không cần thử bên ngoài mặc dù tốt nhưng phải có mạng nhỏ đi ra ngoài mới được hay là cùng ta lưu lại đây người tuổi còn trẻ chờ một khi đại hạn buông xuống hết thảy trong thôn còn không phải quy về sở hữu của nhị vị sao lão giả dâu dài mở miệng dụ dỗ nói bộ dáng tựa hồ phi thường chân thành mấy vị đạo hữu không cần khuyên nữa nếu hàn mỗ không tự mình lên thử một lần thì sẽ chết không yên tâm đương nhiên nếu thật sự không thể qua khỏi bạo phong sơn này tại hạ tự nhiên sẽ nghĩ đến lời đề nghị của ba vị đạo hữu hàn lập không muốn cùng ba người dễ dàng kết đại cừu vì vậy khẩu khí chậm lại uyển chuyển nói nghe hàn lập nói như thế ba người có chút không hài lòng miệng lại khuyên giải vài câu nhưng tựa hồ hàn lập đã hạ quyết tâm không có một chút ý ở lại bất đắc dĩ ba người đem mục tiêu chuyển hướng sang mai ngưng nhưng nữ tử này bình tĩnh nói một câu ta và hàn huynh cùng tiến thối khiến cho ba người đồng dạng trợn tròn mắt. Cũng may Hàn Lập cũng không có hoàn toàn cự tuyệt bọn họ. Nếu lên núi không được, có thể sống sót, bọn họ còn có cơ hội. Sau khi khuyên nhủ không có hiệu quả, ba người cáo từ rời đi. Người này có thể quay đầu lại bán đứng chúng ta hay không? Vừa rời nơi Hàn Lập ở một khoảng, lão giả lưng gù đột nhiên thần sắc âm trầm hỏi một câu. Bán đứng chúng ta, hai người bọn hắn bán đứng chúng ta có thể có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ người còn không có nhìn ra, người nữ tử kia ta không nói, nhưng tiểu tử họ hàn kia, mười phần là người thông minh, sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Bây giờ ta chỉ hy vọng hai người họ không chờ tới lúc lên bạo phong sơn, chính mình biết khó mà lui. Dù sao nếu chúng ta bây giờ làm khó dễ, cũng chỉ có năm phần thành công, có hai người hắn gia nhập, thực lực gia tăng không ít. Bất quá, cũng nhờ hàn tiểu tử bất chi bất giác loại bỏ trở ngại lớn nhất phong thiên cực, nếu không với võ công của người này thật đúng là một phiền toái lớn lão giả dâu dài không cho là đúng nói không sai tâm tư người này xác thực đủ cẩn mật sẽ không làm mấy cái chuyện lấy lòng nhưng vì để ngừa vạn nhất hay là chúng ta phái người âm thầm dám thì một chút đừng để xảy ra sai lầm lão giả mặt đỏ gật đầu đồng ý nói vân huynh muốn chu toàn vậy cứ an bài như thế đi bất quá phải cẩn thận một chút đứng để đối phương phát hiện nhưng lão giả dâu dài nói xong câu cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng là cái gì, lão giả lưng gù có chút kỳ quái hỏi, không biết có phải ta ảo giác hay không, ta như thế nào cảm giác được đối phương tựa hồ đối với việc thoát ly khỏi đây, bộ dáng người phần tin tưởng. Mặc dù nghe chúng ta nói bạo phong sơn lợi hại, nhưng bộ dáng đối phương căn bản là bất cần. Chẳng lẽ thật sự có thủ đoạn lên tới đỉnh bạo phong sơn lão giả dâu dài tự lầm bẩm nói. Điều này sao có thể, đừng nói thứ khác, âm phong trên núi, tuyệt đối không ai có thể xông qua điểm này ta cùng Vân Huynh có thể vỗ ngực cam đoan. Sơn núi bên dưới đông lạnh vô số băng thi, đều là những tu sĩ cùng con người vọng tưởng thoát khỏi nơi đây lão giả lưng gù lắc đầu căn bản là không tin nói. Ừm, có lẽ đúng là ta ảo tưởng lão giả dâu dài ngẫm lại, cũng hiểu được là không thể nào, liền tự diễu nói. Nhưng lão giả mặt đỏ nghe những lời này, trong lòng bỗng nhiên vừa động, trong đầu hiện lên một ý niệm. Chờ ba người lão giả dâu dài rời đi, Hàn Lập cùng Mai ngưng nói vài câu, sau đó cũng rời phòng trước đi đến chỗ trung niên nhân họ phong xem một chút người này quả nhiên bị phệ kim trùng cắn nát cổ họng mà chết hàn lập từ xa nhìn vào thi thể một cái mặt không chút thay đổi liền rời đi sau đó hàn lập tiếp tục hướng người trong thôn hỏi thăm tình hình địa lý nơi đây vị trí các thôn xóm khác còn có tình hình phân bố đại khái của âm thú tất cả tư liệu có thể giúp hắn thoát khỏi nơi đây đều được hắn tích tụ trong đầu hàn lập thậm chí căn cứ miêu tả của người trong thôn tự mình chế ra bản đồ ghi rõ lại chi tiết Hai ngày như thế liên tiếp đi qua, công việc chuẩn bị của Hàn Lập cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Liền hướng đại trưởng lão trong thôn nói rõ chuyện chuẩn bị rời đi, leo lên Bạo Phong Sơn. Lão giả béo nghe vậy, tự nhiên cảm thấy có chút tiếc hận. Nói vài câu giữ lại, thấy ý Hàn Lập đã quyết, cũng không tái miễn cưỡng, liền đồng ý. Lúc này Hàn Lập cùng Mai Ngưng trở lại chỗ ở, chuẩn bị nghỉ ngơi tốt một đêm, đến ngày thứ hai khi chuẩn bị rời thôn thì có một người lén lút tìm tới chỗ ở bọn họ, gõ cửa phòng vân đạo hữu khi hàn lập thấy lão giả mặt đỏ đứng trước mặt không khỏi ngẩn ngơ hàn đạo hữu tại hạ lời nhiều nói ít mặc dù không biết đạo hữu có thật là có bản lĩnh rời khỏi đây hay không nhưng trung quy coi như là một cái hy vọng cho nên tại hạ có một chuyện nhờ cậy nếu đạo hữu thật sự có cơ hội thoát khỏi đại nạn hy vọng có thể đem cái hộp này giao cho linh phù môn chúng ta sắc mặt lão giả mặt đỏ ngưng trọng hướng hàn lập nói cũng từ trong áo lấy ra một cái hộp làm bằng xương nham nhám hai tay ôm lấy đưa cho hàn lập chương 588, hàng linh phù, đạo hữu nói thế là có ý gì? Hàn lập chỉ nhìn cái hộp, cũng không nhận lấy mà khuôn mặt không đổi hỏi lại. Trong tình huống không rõ vật trong hộp ra sao, hắn sao lại dám tự tiện nhận lấy? Đạo hữu không cần lo lắng, bên trong là ba cái linh phù môn chân phái. Khẩu quyết luyện chế hàng linh phù, trước đến nay chỉ có trưởng môn mới có thể biết, tại hạ không có ý gì chỉ mong đạo hữu tiếp nhận phương pháp luyện phù này mà thay thế lão hủ đưa về môn phái. Tại hạ không muốn tuyệt học linh phù môn này thất truyền lão già mặt đỏ thở dài một hơi nói. Sau đó hắn mở nắp hộp ra, đem ra một khối cốt phiến khác đầy những ký tự kỳ lạ ra. Hàng linh phù, chỉ có trưởng môn mới có thể biết, chẳng lẽ các hạ chính là trưởng môn của linh phù môn. Khuôn mặt hàn lập lộ vẻ trần chờ thật xấu hổ, ta chính là trưởng môn đời thứ 57 của linh phù môn. Bổn môn tại Tấn Quốc chỉ là một tiểu phái vô cùng nhỏ bé, cho nên tại hạ chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ đã có thể làm trưởng môn, thật làm cho đạo hữu cười chê rồi lão giả mặt đỏ ửng thừa nhận. Nghe lời nói của đối phương, mặt Hàn Lập có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn lão già chậm rãi nói. Nếu linh phù môn này chỉ có trưởng môn mới có tu luyện thì khẳng định là có chỗ đặc biệt. Đạo hữu cứ thế mà giao cho tại hạ không sợ Hàn Ngỗ cũng học được cách luyện chế sao. Mặc dù nghe thanh danh về Đại Tấn Quốc nhưng ta chưa từng tới đó. Sau này Hàn Mỗ cũng không biết có cơ hội tới đó hay không, đạo hữu có thấy liều lĩnh quá không? Lão già nghe thấy nghi vấn của Hàn Lập, nét mặt cũng không hề ngạc nhiên, ngược lại trong mắt còn lộ vẻ tán thưởng. Vân mỗ đem vật này giao cho đạo hiếu chính là để cho đạo hiếu tùy ý học tập phương pháp chế tạo nó, cũng như là trả công cho đạo hiếu. Hơn nữa nói thật, đạo hiếu với phương pháp này có lẽ cũng không có nhiều hứng thú. Phương pháp luyện chế linh phù môn mặc dù chỉ có bổn môn có nhưng trừ thời kỳ hưng thịnh của bổn môn, có hai ba vị tiền bối luyện chế được ra. Còn lại thì trưởng môn chỉ có thể mang nó truyền thừa lại mà thôi căn bản không có ai luyện chế nó, bổn môn suy yếu như thế này cũng chính bởi vì nguyên nhân đó. Còn về phần Đạo Hữu có thể đi tấn quốc để trả lại phù quyết hay không, cũng tùy theo ý của Đạo Hữu, tại hạ chỉ mong tâm hồn thanh thản mà thôi. Dù sao hàng linh phù này cũng là do tổ sư sáng chế ra, nếu vì thế mà tu tiên giới thất truyền, lão hủ cũng thật sự không hết tội. Cho dù thuật này không thể nào quay lại linh phù môn nhưng từ đạo hữu đi xuống cũng có thể có hy vọng mang lại thanh danh, sau này Vân Mỗ dưới cử tuyển thấy các sư môn đời trước cũng có thể không mất mặt lão già mặt đỏ cười khổ nói. Hàn Lập nghe đến đó, cũng không nói gì, thì ra vị trưởng môn linh phù môn này chỉ mong có thể thanh thản mà thôi, xem ra cho dù hắn có chiếm tiện nghi cũng không có gì là quan trọng cả. Nếu mà không Di tấn quốc sẽ không cần hoàn lại cái hộp xương này. Chuyện đi tới đại đế quốc này trả đồ vật cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa vì sao hàng linh phù lại thần kỳ như vậy, xem ra rất khó luyện chế, điều này cũng khiến cho Hàn Lập vô cùng hiếu kỳ. Theo những kinh nghiệm mà hắn đã từng biết, trừ ngũ hành pháp thuật luyện chế thành phù ra, trong tu tiên giới đích xác có một ít phù vô cùng cao cấp, gọi là mật phù. Đó là một loại phù rất khó về phân ra trong ngũ hành thuật, hơn nữa chỉ có đại tông môn mới có phương pháp luyện chế thôi, người khác mà luyện cũng rất khó có cơ hội thành công. Chẳng hạn như lúc hắn tại nội điện hư thiên điện bi trưởng lão tinh cung ám toán, suýt nữa là tiêu cái mạng nhỏ, là do hắn dùng hóa thân phù, cùng với truyền tống phù do tinh cung đặc chế, hai loại này là hai loại mật phù, đương nhiên giá trị cũng như thế, vĩnh viễn ở ngoài tấm với. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, Hàn Lập không trần trừ nữa nhận lấy cái hộp xương, đồng thừa trong miệng trầm giọng hú hẹn. Ta chỉ có thể nói với đạo hữu là sẽ làm hết sức mình. Vân đạo hữu cũng không nên quá kỳ vọng, hắc hắc, cái này cũng không nên câu nệ quá, hàn đạo hữu nói những lời này làm cho vân mỗ cảm kích vô cùng lão già mặt đỏ nghe hàn lập nói như thế trong lòng càng vui mừng lộ ra vẻ cảm kích liên tục cảm tạ lại cùng hàn lập nói vài câu rồi mới cáo từ rời đi hàn lập đứng tại cửa nhìn theo bóng lưng hắn rời xa dần không khỏi nâng nâng cái hộp xương trong tay ý nghĩ phiêu diêu không nghĩ là có huyền cơ gì khác lúc này mai ngưng ở sau lưng hàn lập rốt cuộc không nhịn được mà hỏi thăm cái tên hàng linh phù này lần đầu tiên ta nghe thấy chẳng lẽ là một loại phù vô cùng lợi hại không biết nhưng có lẽ là thế hàn lập liếc mắt nhìn khuôn mặt như ngọc của cô gái vừa cười vừa nói sau đó hắn trở lại bàn ngồi xuống lấy ra một khối cốt phiến nhìn qua ồ hai mắt vừa nhìn hàn lập không nén nổi kinh ngạc mà lên tiếng sao vậy phương pháp chế tạo phù này có chuyện sao mai ngưng ngồi ở đối diện hàn lập đôi mắt khẽ đảo khuôn mặt đầy vẻ tò mò từ lần hôn vào đôi môi của nàng hàn lập cùng nàng bất giác trở nên thân mật hơn chút một ít gượng gạo ban đầu cũng không còn không có gì phương pháp chế hàng linh phù này cần nguyên liệu thật sự là kinh người khó trách linh phù môn cũng không có luyện chế được điều này căn bản là hy vọng xa vời mà thôi hàn lập cầm cốt phiến trong tay xem hết bỏ nó trở lại hộp rồi tùy ý nói cần tài liệu gì mà ngay cả hàn huynh cũng cảm thấy nghịch thiên mai ngưng nhi hoặc hỏi những tài liệu khác cũng không tính nhưng tài liệu chủ yếu để chế phù thì có tinh thạch cũng không mua được là cần một tinh hạch của yêu thú hóa hình kỳ, nàng nói có phải là nghịch thiên hay không? Hàn Lập lấy ra một khối cốt phiến tiếp theo ra, vừa cười vừa nói. Tinh hạch của yêu thú hóa hình kỳ, Mai Ngưng hít sâu một hơi, đôi mắt trong suốt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không chú ý đến, khuôn mặt của Hàn Lập khi nhìn cốt phiến trên tay lại lộ ra vẻ kỳ bí. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Hàn Lập cùng Mai Ngưng cũng không có thông báo cho người nào, trước ánh mắt kinh ngạc của vài tên thủ vệ, rời khỏi thôn lại một lần nữa đứng trên bãi loạn thạch, xem qua sa mạc một chút rồi xác định phương hướng, dẫn theo Mai Ngưng tiến tới thôn tiếp theo. Hàn Lập nghĩ vô cùng đơn giản, huynh trưởng của nữ nhân này cũng chỉ đến các thôn khác thôi. Cứ đi một vòng là sẽ tìm được, Mai Ngưng cũng hiểu ý của Hàn Lập, tất nhiên là một chút ý kiến cũng không có. Vì vậy trong nháy mắt hai người biến mất trong sa mạc mờ mịt cát, không còn chút bóng dáng. Hơn một tháng sau, trên một vùng đất đỏ rực một cách quỷ dị, có hơn 10 người mặc quần áo màu xám, cầm trong tay những cốt giáo là những thanh niên cả nam và nữ, lén lút hướng tới một bãi đất mà từ từ tiến tới. Trên đỉnh của bãi đất có vài thân thể xanh biếc đang ngủ, đó chính là một nhóm quái thú. Đây là loại âm thú có tên là bích thiềm thú, hình thể không lớn, có nhiều bướu trên cơ thể. Mặc dù trông vô cùng xấu xí trông như là một con cóc phóng to, nhưng ở nơi âm minh này cũng là một trong số ít loài không có độc trong cơ thể, có thể cung cấp thức ăn cho loài người những người này đến là để giết bích thiềm thú, để làm thực phẩm trong những ngày thiếu lương thực trầm trọng. Động tác của mỗi người trong bọn họ vô cùng linh hoạt, không hề phát ra tiếng động nào, dần siết chặt vòng vây. Nhưng một con bích thiềm thú đột nhiên mở bừng hai mắt, nhìn thấy cảnh loài người đang tiến lại cách bọn chúng chừng 20-30 trượng. Những người này đột nhiên cùng hô lên động thủ cùng lúc với con thú kêu lên báo động. Trong chớp mắt, mấy ngọn giáo bằng xương lóe lên, bay vù vù về hướng về bích thiềm thú. Kết quả mặc dù phần lớn Bích Thiềm thú đã đứng lên nhưng đều bị những ngọn giáo này xuyên qua rồi ngã xuống, chỉ có hai con tránh thoát khỏi kiếp nạn này. Chúng nó cũng không phải là không bị thương, mà là tránh thoát khỏi kịp thời nên giáo chỉ phóng qua bên người mà thôi. Bích Thiềm thú tại nơi này chỉ là âm thú hạ tầng, chỉ có thể phun ra vài âm khí không có chút công kích sắc bén nào khác. Nhưng đó chỉ là trong tình huống bất khả kháng, còn lại đều là bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, làm cho người khác sợ hãi chỉ thấy hai con bích thiềm thú há miệng phu ra hai luồng âm khí đen hung hãn, sau đó lui về phía sau, đạp chân bay cao bảy tám trượng ra khỏi vòng vây. Mặc dù có vài người phóng giáo theo nhưng đã chậm một chút, căn bản không thể nào chạm vào thân hình của hai con bích thiềm thú. Mắt thấy hai con bích thiềm thú chạy vào một đám loạn thạch cách đó không xa, đột nhiên thanh quang chợt lóe, hai con bích thiềm thú rơi xuống đất không động đậy, cổ họng đều bị xuyên thủng. Máu xanh biếc chảy đầy mặt đất, một màn này khiến cho đám thanh niên nam nữ kia há mồm trợn mắt chương 589, đạm hồn, vù vù hai tiếng truyền ra từ cơ thể âm thú, hai đạo thanh quang bay ra, bắn về sau một khối cự thạch, sau đó, chợt hiện ra hình ảnh hai người, một nam một nữ. Nam thì tướng mạo bình thường, đôi mắt trong suốt, nữ thì tú lệ, dịu dàng động lòng người, đúng là hàn lập cùng mai ngưng. Chỉ là họ bây giờ đều mặc trang phục làm bằng da thú màu lam nhạt bên ngoài, trong tay hàn lập là hai tiểu kiếm màu xanh, chui kiếm buộc một sợi tơ trong suốt, đó chính là sợi gân của âm thú hàn lập đi tới xem xét hai con âm thú vừa bị hai tiểu kiếm giết chết rồi nhìn những người kia cũng đang nhìn với ánh mắt cảnh giác vừa rồi thấy hai con bích thiềm thú định bỏ chạy nên hàn mỗ mới mạo muội ra tay mấy vị không trách chứ nhưng yên tâm ta không cần hai con thú này chỉ muốn hỏi mấy vị một vài câu không biết có thể đáp ứng không hàn lập cười cười khuôn mặt đầy thiện ý nói thật là không cần hai con bích thiềm thú này sao một vị tráng hán tuổi hơi cao mặt nghi hoặc hỏi xem ra hắn chính là thủ lĩnh đương nhiên là thật tại hạ cũng không thiếu lương thực hàn lập dùng chân đá vào hai thi thể khẳng định nói tốt vậy người hỏi đi tráng hán dù thấy nghi hoặc nhưng cũng cảm thấy không có hại gì nên đáp ứng thấy đối phương thức thời hàn lập hài lòng gật đầu không chút do dự hỏi các người là thôn dân không sai chúng ta chính là thôn dân hồng thổ thôn tráng hán nhíu mày thành thật trả lời rất tốt chúng ta muốn hỏi thăm một chút gần đây quý thôn có thu người từ bên ngoài tới hay không ta muốn tìm người hàn lập hỏi Người mới, không có, nhưng khi mà cái khe mở ra thì chúng ta lại phát hiện ra mấy cái thi thể, cả nam lẫn nữ. Cũng chỉ là một đống xương trắng mà thôi. Xem ra bọn họ không gặp may, sớm đã bị âm thú ăn sạch sẽ tráng hán suy nghĩ rồi do dự nói. Đống xương trắng, mai ngưng sau lưng hàn lập biến sắc, có chút khó coi. Nhiều tháng vừa rồi, hai người đã đi qua ba thôn nhưng mà vẫn chưa tìm thấy anh của nàng, nhưng cũng tìm thấy hai ba tu sĩ sống sót không ngờ ở thôn này lại chỉ nghe được tin toàn bộ đều là người chết điều này làm cho mai ngưng trong lòng căng thẳng mơ hồ có một tia dự cảm bất an không sai di hài thì chúng ta đã chôn rồi nhưng mà đồ vật của bọn họ thì chúng ta đã thu vào kho các vị có muốn xem một chút không tráng hán nhận ra hàn lập thật sự là muốn tìm người nhất thời sự cảnh giác giảm bớt hào sảng nói tốt quá vậy làm phiền huynh đài rồi hàn lập nhìn cô gái bên cạnh gật đầu nói cho dù là người chết cũng phải xác định thân phận rõ ràng. Nếu người đó là huynh trưởng của cô gái này, hắn cũng sẽ không phải tiếp tục đi tìm nữa. Hắc hắc, lão đệ nói chuyện thật hào sảng. Nhìn qua thì hình như cũng là người từ bên ngoài đến, cũng là người mới sao? Tráng hắn sau khi ra lệnh cho những người phía sau thu thập thi thể âm thú thì cùng Hàn Lập bắt chuyện. Hàn Lập thấy thế thì chỉ cười. Sau khi đi theo bọn họ mấy dặm đường, Hàn Lập và Mai Ngưng đã đến thôn xa lạ kia. Thôn này so với các thôn trước thì nhỏ hơn nhiều. Mặc dù cũng có tường bảo vệ bốn phía, nhưng tường lại chỉ cao có 7-8 trượng, hơn nữa nhiều chỗ lại bị phá tan, hình như là không hề được tu sửa lại. Xem quy mô của thôn thì nơi này cũng lắm là có hơn trăm người ở, cư dân ít một cách đáng thương. Vừa tiến vào, Tráng Hán chỉ vào một căn nhà bằng đá, ý bảo hai người Hàn Lập tự bước vào xem. Hắn muốn cùng người trong thôn xử lý chỗ thi thể của bích thiểm thú quý hiếm này, đây là việc phải làm nhất. Hàn Lập sẽ không để ý chuyện này liền nói tạ ơn sau đó dẫn theo mai mang đi qua đó đây thật là huynh trưởng nàng chứ hàn lập nhìn đống rách nát trước mắt đó là quần áo đầy vết máu có chút ngoài ý muốn hỏi thật sự không nghĩ tới vừa bước tới nơi này mai ngừng chỉ liếc mắt nhìn qua là có thể nhận ra di vật trong góc là của huynh trưởng sắc mặt trắng bệch đôi mắt thất thần đứng đó ta sao lại quên được chứ trang phục này chính là đồ mà ta may cho gia huynh bên cạnh chính là túi chữ vật có dấu hiệu độc môn của huynh muội chúng ta Mai Ngưng hai mắt đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào đống đồ vật, nghẹn ngào thì thào nói. Hàn Lập nhất thời cũng không biết nói gì để an ủi nàng, do so dự một chút rồi vỗ nhẹ lên trên vai nàng, sau đó lặng lẽ rời khỏi căn nhà đá. Hắn hiểu nàng bây giờ cần chút yên tĩnh một mình, quả nhiên sau khi hắn rời đi, bên trong truyền đến tiếng khóc đứt quãng. Hàn Lập thở dài nhẹ một hơi, im lặng nhìn trời không nói. Sau một khắc, Mai Ngưng rời khỏi phòng, hai mắt sưng đỏ, chúng ta đi một khi gia huynh không còn sống thì chúng ta trực tiếp đi đến bạo phong sơn thôi nàng bình tĩnh nói xem ra nàng đã đem nỗi đau giấu kín vào trong lòng bạo phong sơn nhất định phải đi nhưng trước đó ta có chút chuyện muốn làm cần thu thập một chút tinh hạch âm thú mới được hàn lập liếc nhìn mai ngưng một cái bình tĩnh nói thú tinh thu thập chúng có tác dụng gì hơn nữa âm thú cũng khó đối phó mai ngưng lúc này tự nhiên cũng đã biết chuyện về thú tinh nên hơi ngạc nhiên hỏi lại thu thập chúng tất nhiên sẽ có lúc sử dụng ta nghĩ thiên hạ tuy lớn nhưng mà nơi âm minh như thế này cho dù không phải độc nhất vô nhị cũng vô cùng ít thấy. Sau khi rời khỏi nơi này rồi muốn kiếm một ít cũng khó. Về chuyện đối phó với âm thú không cần chúng ta ra tay, giao cho nó là được tay hàn lập rung lên, một đạo lục quang bắn ra, hiện trước mắt hai người. Nó sao? Mai ngưng nhìn tiểu hầu trước mắt, nghi hoặc hỏi lại. Đương nhiên là nó rồi. Hàn lập mặt không đổi sắc, khẳng định nói. Trước đây, dọc theo đường đi, vì nóng lòng tìm kiếm thôn làng, Hàn lập luôn tìm những đoạn đường an toàn để đi cho nên dù dùng kiếm chém giết một số yêu thú cấp thấp nhưng không hề thấy thú tinh xuất hiện. Điều đó khiến cho Hàn lập đã mơ hồ nhận ra thú tinh của âm thú có tác dụng gì càng muốn thu thập một ít. Bây giờ Hàn lập cũng không có nói nhiều. Sau khi nói xong thì mang đề hồn xoay người bỏ đi. Hắn chuẩn bị tại Hồng Thổ thôn này nghỉ một ngày, mai sẽ bắt đầu đến nơi tụ tập nhiều âm thú thử xem uy lực của đề hồn thú. Một cửa thú thân cao năm sáu trượng lắc lư thân mình đi đi lại lại trên mảnh đất dựa vào một đôi cự chảo vô cùng lớn, trông sắc bén cùng với một cái miệng đầy răng nanh, tại phụ cận địa phương này nó có thể là bá chủ, tất nhiên sẽ không phải lo lắng có âm thú cấp cao khác đột nhiên đánh lén. Đột nhiên nó phảng phất trong tai nghe thấy cái gì, quay đầu nhìn lại, mắt lộ hung quang. Cách hơn 10 trượng không xa không biết từ bao giờ xuất hiện một con khỉ nhỏ. Con khỉ này vô cùng cao hứng, tò mò nhìn con quái vật to lớn trước mắt. Con cự chảo thú này thấy vậy cũng không có nổi giận mạnh mẽ xông tới, ngược lại hừ nhẹ một tiếng, có ý muốn thoái lui. Nhưng thân hình mới di chuyển một chút, một mảnh màu vàng như tia chớp bay tới, vây lấy thân hình của cự thú. Trong hoàn quang truyền đến một tiếng giống kinh thiên động địa của con thú, sau đó quang mang đại thịnh, luồng sáng vàng quay trở về, hắc khí trong đó nhẹ nhẹ được tiểu hầu hít vào bên trong mũi. Con khỉ xem ra có vẻ ngon miệng, vỗ vỗ lấy bụng, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Xem ra nó coi cái vừa rồi như là mỹ vị, lúc này Hàn lập ở xa xa mới chậm chậm đi tới, bên cạnh là một cô gái đang trợn mắt há mồm kinh hãi. Vừa rồi chứng kiến một màn này, thật sự khiến cho nàng không thể tin nổi. Nàng nhìn một nửa thân thể của cửa thú bị khô quắt lại, cuối cùng lại nhìn con khỉ nhỏ kia, không ngờ lại có thể làm như vậy với một mãnh thú thì sắc mặt lại càng khó coi. Hàn lập chạy tới đầu của cửa thú, ống tay áo rung lên, một thanh đoản đao ngân quang lập lè xuất hiện trong tay. Thân sắc không đổi, một đao đem cái đầu to đùng đó chia làm hai phần. Sau đó một viên tinh thạch to bằng ngón cái xanh biếc xuất hiện. Hàn Lập nhìn thấy tinh thạch mới mỉm cười, khom lưng nhặt lên. Ở phía tây, không xa nơi này lắm còn có vài con âm thú cấp cao, cũng thu thập hết Hàn Lập chỉ tay về phía tây, phảng phất như lẩm bẩm nói. Chương 590, Bạo Phong Sơn. Bạo Phong Sơn là một tòa núi cao đến tận mây ở Đông Bắc Âm Minh. Từ xa nhìn lại chỉ có thể trông thấy lưng chừng núi thôi, còn lại tất cả đều nằm trong mây, không thể nào thấy rõ ngọn núi này hoàn toàn do cửa thạch tạo thành không có loại cây cỏ nào có thể sinh tồn hơn nữa ở độ cao ngàn trượng trở lên núi bắt đầu có âm minh phong mạnh mẽ thổi người bình thường đừng nói tiếp tục leo lên thậm chí bước vào lập tức có thể biến thành một bức tượng băng hoàn cảnh ác liệt như thế tạo cho phụ cận vùng núi này trở thành một nơi vô cùng đáng sợ bầu trời lôi điện không ngừng lóe lên mặt đất thì gió lạnh gào thét không ngừng cát bay đá chạy không khác gì quỷ vực âm minh khí vô cùng dày đặc là nơi sinh sống của âm thú cường đại cực âm thú. Nhưng hôm nay, Bạo Phong Sơn lại có khách không mời xuất hiện. Một thi thể thú cao tới hơn 10 trượng, đang ở bên trong ngân quang, đang đảo qua lại mạnh mẽ trên mặt đất. Thi thể nhanh chóng bị thu nhỏ lại, tỏa lên một làn hắc khí. Sau đó, ngân quang mới bao vây hắc khí lại, thu ra xa. Một tiếng giống uy phong xa xa xé gió chuyển tới, làm cho đất trời chấn động. Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Một con khỉ màu trắng cao 10 trượng xuất hiện bên cạnh thi thể âm thú, trông con khỉ này vô cùng hung ác, mọi hành động đều lộ ra khí thế kinh người. Nhưng trên vai lại có một nam một nữ đang ngồi, đúng là Hàn Lập cùng Mai Ngưng. Hàn Lập đảo qua thi thể âm thú, nhất thời tay vỗ một cái, thân thể nhẹ nhàng bay xuống. Sau đó Hàn Quang chợt lóe, đầu âm thú bị bổ làm hai phần nhưng bên trong lại trống rỗng. Hàn Lập hơi thất vọng, nhưng sau đó lập tức lại bình thường trở lại. Đến hôm nay trong tay hắn đã có hơn trăm khối tinh hạch của âm thú. Mặc dù biết trong tầng lớp âm thú cấp thấp có tinh hạch tồn tại nhưng hắn không có thời gian đi diệt tất cả, phải tới cái khe cho kịp thời gian. Do đó phải leo lên Bạo Phong Sơn, Mai Ngưng cũng đã nhảy trên vai con khỉ xuống. Sau đó, ngân quang trên con khỉ chợt lóe, thu nhỏ lại thân hình hiện ra thân thể của đề hồn thú, lớp lông bên ngoài vẫn là bảo trì màu bạc. Hàn Lập xoay người chứng kiến sự biến hóa của nó, không khỏi mỉm cười. Thời gian trước hắn mang theo đề hồn thú này diệt sát âm thú cường đại xung quanh không ngờ nó lại hấp thụ phần lớn tinh hồn của âm thú hoàn chỉnh khả năng biến thân thành cự viên hơn nữa vẻ ngoài cũng chuyển thành màu này điều này cũng làm cho hàn lập ngạc nhiên không ít bởi vì dựa theo ngọc bội mà nguyên giao đưa hắn tế luyện đề hồn thú thì đề hồn thú thực sự không có bản lĩnh như vậy hơn nữa sau khi tiến cấp vẻ ngoài nhất định thay đổi thành màu đen mới đúng xem ra con thú này mới chỉ là một nửa thành phẩm mà thôi vẫn chưa hoàn toàn tế luyện thành công, mà tinh hồn của âm thú xem ra so với tinh hồn cường đại của sinh linh ở bên ngoài hoàn toàn không giống nhau, xem ra đó là lý do chính mới xuất hiện loại tiến cấp đặc biệt này. Nó cũng không phải là linh thú biến dị bình thường, nhưng là loại tiến hóa chưa bao giờ có. Tuy vậy không biết đây có phải là tiến hóa, so với đề hồn thú bình thường có lợi hại hơn hay không, nhưng Hàn Lập lại rất thích loại biến hóa này. Dù sao thì luyện chế để hồn thú bình thường vô cùng ác độc, hàn lập cho dù không phải là người lương thiện nhưng cũng rất khó chấp nhận quá trình đó sau khi đề hồn thú thu nhỏ lại biến thành một đạo ngân quang tiến vào bên trong tay áo của hàn lập sau đó lộ ra vài tiếng ngáy nho nhỏ hàn lập mỉm cười nhìn bạo phong sơn ở xa mặt hiện lên vẻ trịnh trọng phụ cận bạo phong sơn cũng có vài âm thú cường đại không ngờ lại không thể chịu nổi một kích của đề hồn thú còn âm thú vừa nãy mất mạng cũng bởi một kích như thế sau này bọn họ có thể thoải mái mà leo lên núi Đi thôi, chúng ta muốn tới cái khe đó thì phải lên đến đỉnh núi. Nếu không lại phải chờ mấy tháng nữa Hàn Lập nhìn ngọn núi xa xa, chậm rãi nói. Hàn Huynh nói là cái khe này mở ra thời gian dài ngắn không đồng nhất. Nhưng mà người nơi này lại có thể nắm vững quy luật đó. Nếu bỏ qua cơ hội này thì lại phải chờ ít nhất nửa năm nữa cô gái bên cạnh nói. Hàn Lập nghe thế thì mỉm cười, dẫn theo cô gái tiến lên núi. Một khắc sau, hai người đã đứng dưới chân bạo phong sơn ở xa thì chưa thể cảm giác được hiện tại ở nơi này mới nhận thấy vô cùng khó tin không hề có dạng núi khác mà chỉ là một tòa núi thẳng tắp chiếm đến vài dặm hàn lập cũng không hề vội vã leo lên mà dẫn theo mai ngưng đi một chút xác định phương hướng rồi mới leo lên sau đó không lâu hai người biến thành hai điểm đen dần biến mất ở trên núi đá đến độ cao ngàn trượng hàn lập và mai ngưng cũng không phải tốn nhiều sức lực rất dễ dàng tiến tới nhưng sau ngàn trượng núi bắt đầu xuất hiện âm minh vô phong cùng rét buốt theo độ cao gia tăng thì ngày càng mạnh mẽ hàn lập cùng mai ngưng lúc này đều mang lên người bộ của yêu thú hệ hỏa nhưng dù thế thì sắc mặt cũng chuyển xanh da thịt đau đớn nếu mà là người bình thường ở nơi này nhất định đã bị âm phong làm cho thân thể đông cứng lại rồi hàn lập dẫn theo mai ngưng ẩn trong gió đi tới hơn 10 trượng nhưng sau đó nhớn mày đứng lại sắc mặt hắn ngượng trọng thò tay vào bên trong áo lấy ra một viên châu trắng viên châu lóe sáng, đem hai người bao bọc vào bên trong. Nói cũng lạ, khi mà cuồng phong chạm vào bạch quang này liền bị suy yếu đi, trở nên mềm yếu vô lực. Đúng là một viên châu tị phong vô cùng hiếm thấy. Sau đó, dù âm phong chỉ còn lại băng hàn nhưng hai người dựa vào da yêu thú trên người, cũng có thể miễn cưỡng chịu được. Cả hai lại chậm rãi tiến về phía trước. Một đoạn thời gian sau, bốn phía xuất hiện một màn một màn sơn thạch ngưng kết băng xương, bóng loáng như hương, làm cho hai người hàn lập phải bước từng bước một vô cùng cẩn thận. Lúc này hô hấp của hai người vô cùng khó khăn, thở ra làn xương trắng xóa. Khuôn mặt xinh đẹp của Mai Ngưng ngày càng đỏ bừng lên. Gian nan như thế kéo dài không biết bao lâu, hai người đã ở bên trong một vùng băng giá, núi cũng dựng đứng lên, chỉ cần bất cần một chút là sẽ có thể rơi khỏi vách núi. Hàn Lập cùng Mai Ngưng sớm đã đem loại gia thú có vẻ bọc quanh chân, nếu không thì cũng đừng hòng đi tiếp. Nhưng cả hai thỉnh thoảng vẫn trượt chân, vô cùng khó đi. Đến dưới tảng nham thạch kia nghỉ tạm, Chờ khôi phục lại thể lực đã rồi đi tiếp Hàn Lập chỉ tay chỉ về phía trước, thở ra một hơi nhìn cô gái bên cạnh đang tái nhật đi. Mặc dù nàng không mở miệng, nhưng Hàn Lập cũng đã nhìn ra thể lực của nàng đã bị tiêu hao bảy tám phần. Nếu tiếp tục đi sẽ lâm vào cảnh vô cùng nguy hiểm. Mai ngưng nghe vậy cũng thở ra một hơi, mạnh mẽ gật đầu cười. Khối đá mà Hàn Lập chỉ đến là một khối sơn thạch cao hơn 10 trượng, đúng là một nơi rất tốt để tránh gió. Hai người vội vàng tiến tới, nơi này sương mù dày đặc nhìn không rõ cả ngón tay hàn lập cùng mai ngưng bước cao bước thấp tiến vào ánh mắt hai người vô cùng cẩn thận cổ tay đều mang một hạt trâu to bằng ngón cái tỏa ra ánh sáng xanh bảo bọc quanh cơ thể hai người sương mù bốn phía tiếp cận hai người chạm vào thanh quang kia liền tản ra nếu hàn huynh không có bà la châu này chúng ta khi qua nơi sương mù dày đặc này chỉ sợ không thể tiếp tục tiến tới được mai ngưng nhìn cảnh này thở phào một hơi hàn lập nghe thế cười cười định nói gì đó thì thần sắc đột nhiên biến đổi Dừng lại tại chỗ nghe ngóng. Mai Ngưng thấy vậy thì kinh hãi, đôi môi lập tức đóng chặt. "Cẩn thận một chút, trong sương có những người khác đang đi về phía này." Hàn Lập thản nhiên nói. Đồng thời thanh quang chợt lóe, từ trong tay áo rơi ra thanh kiếm nhỏ màu xanh. Hắn nắm chặt trong tay, sau đó nhìn chằm chằm về một hướng, không nói lời nào. Mai Ngưng nghe thấy Hàn Lập nói vậy thì kinh ngạc, nhưng nàng ngày nay đã vô cùng tin tưởng Hàn Lập, liền vô thanh vô tức lui về sau hai bước nhìn chằm chằm vào phương hướng kia, mặt lộ vẻ khẩn trương. Chương 591 Âm Dương Luân hồi quyết. Không lâu sau, ngay cả Mai Ngưng cũng nghe được tiếng bước chân lúc nhẹ lúc nặng truyền đến, có người đang chậm chạp tiến về hướng này. Khuôn mặt xinh đẹp bất an liếc nhìn Hàn Lập một cái. Không ngờ khuôn mặt Hàn Lập vẫn bình tĩnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt của nàng liền quay mặt lại cười ôn hòa. Mai Ngưng không tự chủ được, mặt đỏ lên, vội vàng tránh khỏi ánh mắt Hàn Lập nhưng tinh thần cũng buông lỏng hơn trước tiếng chân nghe ngày càng rõ ràng thậm chí ngay cả tiếng thở hổn hển cũng nghe được hai người ngày càng tập trung hơn làm cho hàn lập ngạc nhiên là hình như không chỉ có một người mà là hai người một trước một sau đi tới hàn lập nhướn mày trên mặt mơ hồ có chút sát khí sương mù dày đặc trước mặt bỗng nhiên hơi tản ra lộ ra một thanh niên tuổi còn trẻ đội một cái mũ cao người này khuôn mặt thanh tú bên hông đeo một cái thắt lưng bích ngọc mơ hồ có bạch quang chớp động bên trên nhưng mà thanh niên vừa thấy Hàn Lập thì biến sắc, lập tức hô lớn. "Là ngươi, người này đúng là Lục Đạo truyền nhân Ôn Thiên Nhân." Khuôn mặt hắn vô cùng kinh ngạc. "Đúng là ta, ngươi có thể an tâm đi Hàn Lập bình tĩnh nói, đồng thời tay phải nhấc lên, thanh quang chợt lóe, một tiểu kiếm bay vù ra, vừa rời tay đã đến trước ngực hắn. Cảng một tiếng vang nhỏ, tiểu kiếm giống như là va chạm vào thiết giáp, bắn ngược trở lại. Từ hao tổn trên quần áo thì hình như bên trong có ẩn hiện lục quang." nội giáp một kích không thành làm Hàn Lập hơi ngạc nhiên nhưng sau khi hừ lạnh một tiếng tay lại nhấc lên một đạo thanh quang bắn ra lần này là nhằm vào bộ phận không có che chắn chính là cổ họng nhưng Ôn Thiên Nhân đã kịp phản ứng hắn tuy sợ hãi nhưng mà sẽ không đứng im chờ chết thân hình chớp lên tránh qua một bên đồng thời hai chân dùng sức bắn lui vào xương mù phía sau thân thủ cũng rất có bộ dáng Hàn Lập lại thêm một lần công kích thất bại nhưng vẫn lạnh lùng nhìn thân ảnh của Ôn Thiên Nhân vọt đi không hề di chuyển nhưng lại lộ ra vẻ trào phúng. Ôn Thiên Nhân vội vàng nhìn lại, chứng kiến nụ cười của Hàn Lập thì thần sắc có chút không ổn. Thân hình lại di động một lần nữa, muốn tại không trung biến hóa thân hình nhưng mà đã muộn, sau gáy liền cảm nhận một số rét lạnh, rồi cảm nhận cổ họng có gió lùa qua. Một thanh tiểu kiếm sau khi xuyên thủng qua, ẩn hiện ở chuôi kiếm có một sợi gân thú trong suốt đang căng thẳng. Thi thể Ôn Thiên Nhân mang theo một luồng máu tươi, ngã xuống mặt đất. Hai mắt hắn trợn to, dường như vẫn chưa tin vào sự thật này. Hàn lập khuôn mặt không đổi, tay phải nhẹ rung lên, ngón tay kéo nhẹ, tiểu kiếm vô cùng nghe lời bay về rơi vào tay hàn lập. Lúc này, hàn lập hai tròng mắt khép hờ nhìn chăm chú vào bên trong làn sương mù. Một thân ảnh mảnh rẻ trở động, sau đó một người chậm rãi đi ra khỏi sương mù, đó là một cô gái trang phục trắng như tuyết. Cô gái này thản nhiên nhìn hàn lập cười, xinh đẹp bức người. Hàn huynh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau, tử linh cô nương. Hàn Lập bình thản gật đầu, hai thanh tiểu kiếm trong tay rung lên rồi biến mất vào trong tay áo. Ngày đó khi hắn bị nhốt trong kim diễm thì nghe ôn thiên nhân cùng tử linh nói chuyện với nhau, tự nhiên nhận ra dung nhan của tử linh đã bị biến đổi, hiện lộ ra khuôn mặt thật. Đúng là không hề sai với thanh danh xinh đẹp ở loạn tinh hải. Chỉ nói về sắc đẹp thì ngay cả mỹ nhân như nguyên giao cũng phải xếp dưới. Chẳng qua lúc này cô gái thoát tục liếc mắt nhìn thi thể một cái, rồi than nhẹ. Không thể nghĩ tới, kẻ luôn được xưng là thiếu chủ đệ nhất nhân kết đan kỳ lại chết trên tay đạo hiếu. Nếu mà cho người khác biết chuyện này thì có lẽ sẽ quá nửa không thể tin được. Hắn vốn là không nên xuất hiện tại nơi này, một khi đã đánh thì ta sẽ không bao giờ buông tha cho hắn hàn lập bình tĩnh nói, sau đó đi đến bên cạnh không khách khí cầm lấy túi chữ vật, tò mò nhìn cái đai lưng màu xanh kia. Đó là tứ tượng bàn long đái, bên trong là có khảm bốn loại kỳ châu tị phong, ích hỏa, tị thủy, tị chân, ngoài ra còn có tác dụng an thần bính tĩnh hồn đúng là một bảo vật khó kiếm hắn hoàn toàn là nhờ vào nó mà có thể leo được đến đây tử linh tiên tử hé miệng cười nói tứ tượng đái đúng là vô cùng thích hợp để dùng lúc này hàn lập do dự một chút sau đó cúi xuống cầm lấy cái đai lưng sau đó hắn cũng không hề kiêng kỵ tại thi thể cướp lấy nội giáp xanh biết cùng một vài bảo vật khác hàn huynh vị đạo hữu này là mắt tử linh chuyển động nhìn mai ngưng đứng sau lưng hàn lập hỏi đây là mai cô nương cùng bị truyền đến đây với ta hàn lập khuôn mặt không biến đổi trầm giọng nói. Thì ra là Mai cô nương, Mai ngưng xin ra mắt tử linh đạo hiểu, Mai ngưng có chút lo lắng bất an, nhưng vẫn tò mò đánh giá cô gái xinh đẹp trước mắt. Tử linh tiên tử đẹp nổi tiếng, nàng tất nhiên đã nghe nhiều, nhưng cũng bị dung nhan đó trấn nhiếp hồi lâu. Bây giờ lại thấy hàn lập cùng cô gái đó nói chuyện không khỏi thầm suy đoán quan hệ giữa hai người. Tử linh nhìn Mai ngưng mỉm cười, sau đó lại nhìn hàn lập lộ ra vẻ xin lỗi đạo hữu không trách ngày đó ta cùng thiếu chủ đồng thời ra tay chứ ta lúc ấy cũng là bất đắc dĩ cô gái hình như là muốn giải thích một chút tử linh cô nương không cần nhiều lời ta mặc dù không biết tại sao tử linh đạo hữu lại đi cùng lục đạo truyền nhân này nhưng ánh mắt đạo hữu không tình nguyện ta có thể nhìn ra huống hồ khi ôn thiên nhân gọi đạo hữu ra tay đối phó ta tử linh cô nương cũng không có thực sự ra tay tại hạ cũng ghi tạc trong lòng hàn lập khoát tay tựa hồ không để ý nói nếu hàn huynh đã biết tiểu nữ có nỗi khổ trong lòng tử linh sẽ không nói thêm gì nữa không biết bây giờ tử linh có thể đi cùng đạo hữu một đoạn không thấy hàn lập không có ý tức giận tử linh thần trí buông lỏng lập tức cười hỏi đương nhiên là được mới chỉ đi qua được hơn nửa đường sương mù mà thôi còn một đoạn nữa chúng ta đi thôi nếu không sẽ trễ mất hàn lập đánh giá một chút rồi bình tĩnh nói một khi tử linh đạo hữu cũng đến nơi này thì cùng nhau đi sương mù này chỉ còn một nửa Hai chúng ta cũng không có ý kiến gì." Đa Tạ Hàn huynh tử linh mỉm cười, đôi mắt sáng vô cùng kiều diễm. Sau đó không lâu, bóng ba người biến mất trong sương, để lại thi thể lạnh giá của Ôn Thiên Nhân. Cùng lúc đó, trong một thạch động thuộc âm minh, một màn vô cùng quỷ dị đang phát sinh. Một vị nữ tử vô cùng xinh đẹp ngồi dưới đất, đối diện là một đoàn hắc khí bao phủ một thân ảnh, cũng đang khoanh chân ngồi, mặc dù mơ hồ nhưng đó cũng là một nữ nhân trẻ tuổi. Sư muội muội quyết tâm cùng ta tu luyện âm dương luân hồi quyết sao? Đây không phải là một sự chọn sáng suốt đâu giọng nữ nhân xa xa truyền đến. Nhiên sư tỷ, người cũng biết, muội bởi vì thi triển hoàn hồn thuật nên kim đan đã vỡ, xem ra không còn cách nào mà tu luyện nữa. Hơn nữa, cũng không ngờ là nỗ lực như vậy cho sư tỷ hoàn hồn lại không ngờ lại đụng quỷ vụ này khiến cho hoàn hồn thuật mới tiến hành một nửa liền bị cắt đứt, kết quả là hồn của sư tỷ động lại không ít nhưng vĩnh viễn không thể trở lại thân thể. May mà gắn liền với phúc, Nơi này âm khí nồng đậm, đối với quỷ thuật mà sư tỷ tu luyện có tác dụng vô cùng lớn. Mà âm dương luân hồi thuật này lại cần hai người cùng luyện. Lấy âm minh khí nơi này chẳng những có thể khiến cho sư tỷ tăng tốc độ tu luyện mà muội cũng có thể trở lại kết đan kỳ lần nữa, thậm chí còn có thể ngưng kết nguyên anh cô gái xinh đẹp vô cùng thu hút này đúng là nguyên giao, nàng bình tĩnh nói. Một khi đã thế tỷ cũng không khuyên muội nữa, nhưng mà tỷ cũng phải nhắc nhở sư muội, công pháp này do quỷ cùng người tu luyện chung. Mặc dù có thể mượn âm khí nơi này tu luyện nhanh hơn, nhưng nếu công pháp đại thành muội cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, cũng không còn tư cách tiến vào luân hồi. Muội nên xem xét lại lần nữa, nếu không Thanh Dương Môn khi biết công pháp này đã tu luyện rồi bên trong hắc khí, cô gái bất đắc dĩ nói thêm hai câu. Sư tỷ không cần nói nữa, lòng muội đã định, sẽ không hối hận nguyên giao khuôn mặt dứt khoát. Được, một khi sư muội đã không sợ nguy hại sư tỷ ta lại càng không sợ. Chúng ta cùng tu luyện âm dương luân hồi quyết một tiếng thở dài lo lắng từ trong hắc khí truyền tới, sau đó nghiên lệ đã hóa thành quỷ ảnh vươn hai tay bao phủ đầy hắc khí ra. Nguyên giao thấy vậy cũng không hề do dự, vươn tay ra nhẹ nhàng áp vào, bắt đầu tiến vào tu luyện. chương 592, Thoát Ly, gần đỉnh Bạo Phong Sơn, là một khối cự nham bằng phẳng, có một con khỉ màu bạc cao hơn 10 trượng, hai tay đấm ngực nhìn trời gào rít bên dưới thân ảnh cao lớn đó chính là nhóm người Hàn Lập. Hàn Lập nghiêm trọng nhìn trời không nói, hai cô gái thì khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ kinh hoàng có hơn một ngàn các loại âm thú đang xoay quanh bay múa trên bầu trời phía trên cự nham to thì khoảng năm sáu chục trượng nhỏ thì hơn một thước không con nào là không có bộ dạng vô cùng dữ tợn đó là những âm thú phi hành tựa như là sợ hãi để hồn thú hóa thân thành vượn khổng lồ nhất thời không dám tiến xuống nhưng cũng không có rời đi cứ như vậy dùng rằng tại nơi này hàn lập trong lòng cảm thấy không thoải mái bởi vì trong tròng mắt tham lam của nhóm âm thú này thì sự nhẫn nại của chúng nó đang suy giảm dần. Nếu đến lúc mà không chịu được nữa thì nhất định sẽ lao xuống. Hàn Lập trong lòng mắng to tên béo cung cấp thông tin kia, ngoài việc nhắc đến trên bạo phong sơn có phi hành âm thú nhưng lại không hề nói bọn chúng nhiều như vậy. Không hiểu là có ý giấu giếm hay là thật sự không biết. Mấy người bọn họ vừa mới đi qua sương ngủ vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi một phen, không ngờ lại ngay lập tức bị âm thú phi hành phát hiện bao vây tại khu vực này. Hắn không còn cách nào là phải thả đề hồn thú ra, huyễn hóa ra bộ dạng con khỉ khổng lồ này. Đối y với năng lực khắc chế âm thú của đề hồn thú, hắn tất nhiên là tin tưởng 10 phần. Nhưng mà âm thú trên trời quả là quá nhiều, hắn không thể chắc là đề hồn thú có thể một hơi đối phó nhiều như vậy, tâm lý có chút căng thẳng. Nhưng đã đến bước này rồi, hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều chỉ có thể liều mạng. Nghĩ vậy, Hàn Lập quay mặt nhìn Mai Ngưng cùng Tử Linh nói nhỏ vài tiếng sau đó móc từ trong áo ra một con ngựa nhỏ cùng một chiếc thuẫn làm bằng da thú phân biệt đưa cho hai người còn hắn thì hai ống tay áo rung lên sau đó là một trận đinh đang vang lên mười thanh tiểu kiếm rơi đầy mặt đất mỗi một thanh kiếm đều có một sợi gân thú nối với ngón tay hàn lập thẳng băng như nhau nhưng mà chuyện hàn lập thao túng cả mười thanh thì trước nay chưa từng làm thử ngay khi hàn lập chuẩn bị xong thì trên trời âm thú cũng đã hết nhẫn nại một con âm thú hình thể vô cùng lớn có ba chân rít lên một tiếng hơn 10 âm thú gần mấy người Hàn Lập hai cánh xòe ra mà đáp xuống, không để ý đến uy áp của đề hồn thú. Đại chiến rốt cuộc cũng bắt đầu, con khỉ khổng lồ đồng thời lúc âm thú lao xuống, cái mũi hít vào một hơi, cái miệng rộng cũng ngậm lại, hung hăng phun ra một mảng lớn ngân quang chấp chấp từ lỗ mũi, bao lấy 8-9 âm thú. Những âm thú đó kêu lên thảm thiết, lập tức rụng xuống. Nhưng hai con âm thú nhỏ lại thành cá lọt lưới, hai cánh đảo tránh khỏi ngân quang của con khỉ, sau đó hung hăng từ hai sườn mạnh mẽ đánh úp vào ba người hàn lập. Phanh tiếng nổ vang lên, một âm thú bị con khỉ đảo tay đánh bay ra mấy trượng, bay xuống dưới không biết đến nơi nào. Mà một con âm thú năm sáu trượng khác trông giống như là một con ưng thừa dịp này lao đến đỉnh đầu nhóm hàn lập, không chút khách khí vung lợi chảo ra. Hàn lập sắc mặt âm trầm không có di chuyển, mười ngón tay huy động cực kỳ linh hoạt. Mười thanh kiếm bắn lên, gào thét hóa thành võng kiếm màu xanh lấp lóe hàn quang, trực tiến hướng đến đầu âm thú một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phát ra từ miệng âm thú. Cho dù không có cách nào rót pháp lực vào bên trong thanh trúc phong vân kiếm, nhưng vẫn có thể ngăn cản được một âm thú nho nhỏ này. Trong nháy mắt nó đã bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, huyết nhục bay đầy trời. Hàn lập tuy đã tránh ra nhưng vẫn bị dính một ít máu tươi trên người, hơi cao mày nhưng sau đó cũng không mấy bận tâm. Bởi vì trên trời lại lao xuống một đám âm thú khác. Lúc này không chỉ là mười mấy con to lớn nữa, mà là hơn hai mươi con từ bốn phương tám hướng ập xuống. Phía sau còn có một vài con âm thú mong chờ muốn thử. Hàn Lập vô cùng căng thẳng không chút nghĩ ngợi, hai tay vung lên, phóng kiếm màu xanh lại xuất hiện nhưng mà lần này phạm vi mở rộng hơn, đem Mai Ngưng cùng Tử Linh bảo vệ bên trong, ngân quang, thanh mang, tiếng kêu thảm thiết đan vào nhau. Cùng lúc này, trên mặt biển bên ngoài vẫn âm u yên tĩnh không một tiếng động, không chút sóng xuất hiện, cũng không có gió biển thổi qua. Tất cả đều là một sự im lặng chết chóc, phảng phất như đây là một vùng biển chết vậy nhưng chính lúc này thì trên mặt biển nước biển đột nhiên quay cuồng từ lòng biển tỏa ra một cỗ hắc phụ sương mù đen nhánh nhanh chóng thoát ra trong nháy mắt đã đạt hơn trăm trượng nhưng lúc này một tiếng sấm truyền ra sau đó trong sương mù chớp động xuất hiện những tia chớp chói mắt trong hắc phụ mở hồ xuất hiện một bóng người sau lưng phảng phất như có đôi cánh màu bạc không thể thấy rõ người bên trong rốt cuộc là người ở nơi nào những tia chớp bạc chớp lóe vài cái rồi bỗng nhiên biến mất sau một khắc lại xuất hiện ở bên hắc phụ liên tiếp không ngừng có tiếng rền vang, bên trong không ngừng có bóng người xuất hiện rồi biến mất, giống như là thuấn di, biến thành một quang điểm nơi chân trời rồi biến mất không thấy nữa. Thoạt nhìn giống hệt như là đang chạy trối chết vậy, ngoài khơi một lần nữa yên tĩnh, chỉ còn xương đen không ngừng khuếch trương, sau đó bắt đầu hình thành lôi điện màu đen, vô thanh vô tức lóe lên. Xa ngàn dặm bên ngoài hắc vụ lại lóe ra một trận lôi điện, sau đó trở nên ảm đạm hiện ra dần dần những bóng người. Đúng là hàn lập một tay ôm tử linh một tay ôm mai ngưng ba người dính sát vào nhau trông vô cùng thân mật. Hàn Lập tuy ngã xuống nhưng ôn hương tràn ngập trong lòng, dù vậy nhưng khuôn mặt lại không hề thay đổi. Nhưng trong áo choàng, hai nàng mặt đều ửng đỏ, thoạt nhìn vô cùng rung động lòng người, khiến cho người khác yêu mến. Tốt rồi, quỷ vụ không hề tràn tới đây nữa. Xem ra đã thoát ra khỏi địa phương quỷ quái đó rồi Hàn Lập sau khi nhìn xung quanh đánh giá một chút, sắc mặt mới buông lỏng, sau đó thong thả buông hai cô gái trong ngực ra, bộ dáng có vài phần tác phong quân tử lần này đúng là nhọc công hàn đạo hữu nhiều rồi nếu không phải đạo hữu có độn thuật thần kỳ thì vẫn không thể chạy thoát khỏi âm minh khó khăn thật khó nói hết thành lời tử linh tỷ nói đúng nếu không nhờ hàn huynh nhanh tay tương trợ thì chúng ta lại một lần nữa quay lại nơi âm minh đó rồi thật là nhờ hàn huynh tử linh cùng mai ngưng vừa rời khỏi ngực hàn lập thì hộ thể trên người lập tức phát sáng phiêu phù bên người hàn lập nói cảm ơn không ngừng Mấy ngày trước mấy người gặp nạn may mà nhờ có để hồn thú đánh chết tất cả âm thú phi hành nên mới có thể đặt chân lên trên đỉnh bạo phong sơn. Tại đó chờ cái khe hở mở ra, hai cô giá nói chuyện vô cùng hợp nhau, không lâu sau đã kết nghĩa kim lan sưng tỉ muội. Điều này khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, tại đỉnh núi đột nhiên xuất hiện 10 cái khe không gian, cách bọn họ hơn trăm trượng trên trời cao. Thiên địa linh khí bên ngoài không ngừng tiến vào, thần thông của bọn họ lập tức khôi phục, liền mừng rỡ bay ra. Nhưng không nghĩ vừa bay ra khỏi cái khe trong phút chốc, lại có một cỗ hấp lực vô cùng lớn hút lấy khiến cho bọn họ không thể động đậy, định mang tất cả quay về âm minh. May mà Hàn Lập nhanh tay lẹ mắt, triển khai phong lôi xí sau lưng, chớp mắt hai tay ôm hai người, dùng lôi độn thuật rời khỏi hắc vụ đến nơi này. Sau đó, đối với ơn cứu giúp này, hai cô giá này hướng tới Hàn Lập nói lên sự cảm kích chân thành. Nơi này là đâu, sao lại nhìn lạ lùng như thế? Có vẻ quá yên tĩnh sau khi vẻ đỏ ửng trên mặt của Tử Linh đã hết lúc này mới nhìn phụ cận xung quanh, đôi mày nhíu lại. Ồ, đúng theo như lời tử Linh Tỷ nói, có chút không thích hợp. Một chút gió biển cũng không có, biển quá bình lặng mai ngưng nhìn qua cũng vô cùng nghi hoặc. Hàn Lập cũng không có nói gì, hai mắt nhắm lại, buông thần thức ra bắt đầu thăm dò xung quanh. Một lát sau, hắn mở mắt ra, đầy vẻ kinh ngạc. Sao, huynh phát hiện ra cái gì sao? Biển gì sao lại ít cá như vậy? thoạt nhìn cũng là loài vô cùng hung mãnh nhưng hoàn toàn không có yêu thú tử linh cũng dùng thần thức dò xét, đôi mắt xinh đẹp mở to. Chờ một chút Hàn Lập hít sâu một hơi nói, bắn ra mầy thanh trường kiếm màu xanh, quang mang xuất hiện, bắn nhanh vào lòng biến sâu. Một lát sau, trong ánh mắt ngạc nhiên của hai cô gái, thi thể của một con thủy quái từ đáy biển bay lên. chương 593, ủy thân chi cử, trước mắt hải thú dài chừng ba bốn trượng, lân giáp màu xanh, răng nanh thật nhỏ, một đôi mắt cực đại, thoạt nhìn phi thường hung ác, gây cho người chú mục nhất là dưới tai sinh ra một đôi gấp khúc tiêm giác cốt thú, có vẻ càng thêm dữ tợn. Hàn lập dừng thân hình lại, cúi đầu cẩn thận đánh giá thân thể hải thú, đột nhiên thanh quang chợt lóe, một đạo kiếm quang bắn ra chém xuống phần eo hải thú, nhất thời thân thể một phân thành hai. Sau một chiêu của hàn lập, một đoàn hắc hồ hồ, bay đến trên tay. Hắn không chút do dự đem phóng tới mũi người nhẹ một chút, một cổ kỳ lạ cay độc hơi thở truyền đến, đồng thời mơ hồ hỗn tạp một chút mùi thơm nhàn nhạt, nhạt quả nhiên là hình nha thú hàn lập đem đoàn đồ vật tiện tay ném đi mặt lộ một tia cổ quái thì thảo nói hình nha thú tử linh nghe vậy không khỏi dùng mình cùng mai ngưng liếc mắt nhìn nhau cặp mắt hai người đều lộ ra tia nghi hoặc các nàng đều là lần đầu nghe được tên này hai người đương nhiên không biết hải thú này chúng nó là một loại hải thú kỳ lạ ở nơi này loạn tinh hải không có hàn lập tựa hồ nhìn ra hai người đang kinh ngạc lãnh đạm cười giải thích nói nghe khẩu khí hàn huynh nơi này chẳng lẽ không phải loạn tinh hải. Tử linh mày sinh nhíu lại, có chút ngập ngừng hỏi. Không sai, nơi này xác thực không phải loạn tinh hải. Ta mặc dù chưa có đi qua vùng biển này, nhưng là lại nghe người ta nói qua. Nếu là ta không có đoán sai, nơi này nên là vô biên hải mới đúng hàn lập nhìn quanh một chút mặt biển ngoài khơi, gật đầu cười khổ nói, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, im lặng không nói, tựa hồ hồi tưởng đã những sự tình đã qua. Vô biên hải, tên này, các nàng cũng chưa từng nghe qua bao giờ hàn huynh tựa hồ đối với biển cả có nhận thức nhất định không biết có thể cấp cho tỉ muội chúng ta một chút tin tức về nơi này tử linh trầm ngâm chốc lát mỉm cười dịu dàng hỏi đương nhiên không có vấn đề hàn lập thu hồi tâm tình thong dong gật đầu đáp vô biên hải thật ra là tên mà người thiên nam gọi biển này bởi vì biển này cơ hồ không ai có thể dò xét hết giới hạn của nó hàn lập từ tốn đem sự tình liên quan đến vô biên hải nhất nhất nói ra kỳ thật cẩn thận dị thường đồng thời thầm nghĩ một chút vấn đề vẫn nằm sâu trong đáy lòng bấy lâu nay. Theo như lời Hàn Huynh, vô biên hải hẳn là ở phía bắc của Thiên Nam, hơn nữa này biển chẳng những ngư hà rất ít, mà ngay cả hải đảo cũng cô nhiều. Tử Linh kinh ngạc hỏi, không sai, nhưng không phải là không có đảo nhỏ, căn bản không cách nào xác định cụ thể vị trí của chúng ta bây giờ, lại càng không biết cách Thiên Nam lục địa rốt cuộc có xa lắm không. Hàn Lập Vân về cái mũi, bình tĩnh nói, lời này vừa nói ra, nhị nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc kệ nói như thế nào, lấy chúng ta trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không cần lo thiếu linh thạch. Chỉ có tận lực bay về hướng Nam, hy vọng sẽ không cách lục địa quá xa. Hàn Lập ngẫm lại sau khi, quyết đoán nói, cũng chỉ có như thế, hy vọng có thể cắt nhân thiên tướng. Tử Linh khuôn mặt khiết ngọc lộ ra một tia bất đắc dĩ vẻ đồng ý nói. Mai ngưng tự nhiên lại càng không hội có ý kiến gì. Vì vậy, sau khi ba người phân biệt rõ ràng phương hướng, lúc này hướng về Nam Phi độn đi. Vài ngày sau, Mai Ngưng cùng Tử Linh hoàn toàn tin tưởng Hàn Lập phán đoán. Bởi vì đoạn đường trên, xác thực như Hàn Lập nói như vậy, căn bổn không có bất cứ đảo nhỏ xuất hiện, trong biển cũng khắp nơi tử khí trầm lắng bộ dáng, trừ vài loại hung mãnh biển thú ra. Càng lại một con yêu thú cũng không có nhìn thấy, điều này làm cho nhị nữ lần đầu nhìn thấy không khỏi kỳ quái. Không biết là bởi vì cùng chung hoạn nạn, ba người trong lúc ở chung phi thường hòa hợp, dọc theo đường đi nói cười một chút, mà Hàn Lập đối mặt hai vị giai nhân xinh đẹp như hoa, có khi cũng cảm thấy động tâm. Bất quá sau khi đến vô biên hải, hắn trong đầu cũng bắt đầu hiện lên hình ảnh của một băng xương nữ tử. Nam Cung Uyển không biết nữ tử yểm Nguyệt Tông từng có duyên cùng hắn hợp thể rốt cục đang như thế nào. Đối với nữ tử này trong lòng hắn luôn luôn có một loại tình cảm khó hiểu. Không biết là lưu luyến si mê chiều mến, hay là tức giận, phảng phất muôn vàn tư vị. Hắn cũng không thể rõ ràng được, cứ như vậy ba người nhất nhất phi hành ba bốn tháng, rốt cuộc tại một ngày cũng thấy được một màu xanh biếc xa xa phía chân trời. Ba người dĩ nhiên mừng rỡ, vốn sắt sửa buông xuôi, nhất thời hưng phấn cực kỳ hướng đại lục phi độn mà đi. Khê quốc thuộc về phần đông bắc của thiên nam, diện tích Việt quốc có phần nhỏ hơn một chút, chỉ lớn bằng 2 phần 3 mà thôi, nhưng lại bị chia làm 7 châu phủ. Trong đó Mẫn Châu chính là gần ngay cạnh vô biên hải, cũng là một châu lớn nhất trong 7 châu. Mà Phong Nhật Thành là Mẫn Châu chủ phủ, cũng là thành thị lớn nhất của Mẫn Châu. Hàn Lập hôm nay mang theo Mai Ngưng cùng tử linh nhị nữ, hiện tại đang ở trong một tử lầu của một tòa thành nhỏ ven biển tại Mẫn Châu, nhẹ nhàng nói chuyện với nhau. Hàn Huynh, ta đang nghĩ ngươi vì sao lại nói được ngôn ngữ của nơi đây, hóa ra ngươi xuất thân tại thiên nam này, giấu giếm tỉ muội chúng ta thật tốt ra. À? Tử linh hờn dỗi liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, nói. Trước đó không lâu, Hàn Lập hướng nhị nữ nói đại khái xuất thân của mình, làm cho nhị nữ phải một trận kinh ngạc. Bất quá, cũng may hai người lúc trước thấy Hàn Lập đối với vô biên hải quen thuộc như thế tâm lý cũng đã đoán được một hai phần trên mặt cũng không có xuất hiện sự quá ngạc nhiên. Chuyện này cũng có gì đâu, Hàn Mỗ cũng chỉ là lúc vô ý chạy đến loạn tinh hải, chính mình cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở về thiên nam. Hàn Lập cười cười nói, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Đã như vậy Hàn Huynh sẽ là địa vị là chủ nhân, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi hai tỷ muội chúng ta. Tử Linh hé miệng cười dẫn nói. Giờ phút này nàng bởi vì sợ hãi dung nhan tuyệt sắc của mình gây nên phiền toái, đã khôi phục hình dáng thanh tú khi mới đầu gặp Hàn Lập, nhưng khi nàng cười vẫn là vũ nghị vô cùng. Hắc hắc, lúc trước ta bị người ta đuổi giết đến loạn tinh hải, sớm đã cùng sư môn mất đi liên lạc, thì còn cái gì là địa chủ, bất quá khối ngọc giản ta chế tạo bên trong có ngôn ngữ cùng văn tự phiên dịch của Thiên Nam. Nhị vị hiện tại nhất thời không thể quay trở lại loạn tinh hải. Trước học cái này để về sau còn dùng. Hàn Lập từ trong túi chữ vật lấy ra hai khối trong suốt màu trắng ngọc giản đưa cho hai nàng. Hi hi, đa tạ Hàn Huynh, tử linh đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau lại cười hi hi tạ ơn nói, thân thủ tiếp nhận ngọc giản. Mai ngưng mặt cũng lộ tia cảm kích, thấp giọng cảm ơn. Bất quá, hai vị sau này có dự tính gì không? Tại hạ thì chuẩn bị thám thính một chút tin tức xem sau 100 năm thiên nam rốt cuộc có những biến hóa gì, bên cạnh đó tìm một động phủ lập tức bế quan khổ tu. Bởi vì tại hạ mơ hồ cảm giác được giống như Tu Vi đã đến kết đan hậu kỳ đỉnh, tựa hồ chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Sau khi Hàn Lập nói xong ngưng chén trà thơm nhẹ nhàng mân mân bất động thanh sắc chú ý phản ứng của hai nàng. Ta kỳ thật mới kết đan không lâu, cảnh giới vẫn cần phải củng cố, cũng có ý định tìm một động phủ tu luyên một khoảng thời gian. Còn Mai ngưng muội muội có tính toán gì không? Tử Linh tự đánh giá một chút, sau đó thu ba lưu động nói. Ta, Ta không biết, ta hiện tại chỉ là chúc cơ trung kỳ lấy tư chất mà nói, hy vọng kết đan rất xa vời. Trừ phi có thể tìm được nghịch Thiên Linh đan diệu dược, nếu không chỉ có tìm một vị cao gia tu sĩ, ta làm thiếp thân của người ta, có lẽ thông qua thuật song tu, còn có chút hy vọng kết đan thành công. Mai Ngưng Trần chờ một chút thì thào nói ra làm Hàn Lập cùng Tử Linh giật mình. Làm thiếp thân cho người ta, vậy không phải là ủy khuất cho muội sao? Điều này làm sao được? Tử Linh quay đầu phản đối nói. Hàn Lập nghe xong, thì nhíu mày nhưng không có nói cái gì. là địa vị thiếp thân cũng tốt hơn so với làm lô đỉnh cho người khác. vạn nhất gặp phải một kẻ cao dài tu sĩ tâm địa bất chính, đem Mai Ngưng Muội Muội làm lô đỉnh luyện thuật thái bổ, cái này cũng không phải là sự tình không có khả năng. thật sự là rất không ổn thỏa. Mai Ngưng nghe xong lời này, hàm răng cắn môi đôi môi đỏ mọng im lặng không nói, trên mặt tràn đầy vẻ buồn bã. chính là Muội Muội thật muốn nguyện xong tu thuật, làm thiếp cho người ta vậy. Cũng phải tìm một vị quen biết mới ổn thỏa, tỷ nói người như Hàn huynh vậy, ta cảm thấy huynh ấy là người phi thường đáng tin cậy. Hẳn sẽ không làm cho muội bị ủy khuất." tử Linh thấy vẻ mặt của Mai Ngưng như vậy, còn người có chút vừa chuyển chợt giống như nhớ tới cái gì, che miệng cười nói ra. Lời này làm cho Hàn lập giật mình ngẩn ra, nhân tiện dường như không có việc gì sờ sờ cái mũi. Mà Mai Ngưng thì a à một tiếng, vẻ mặt đỏ ửng có vẻ diễm lệ mê người nhưng theo sau đầu cúi thấp không nói tựa hồ không phản đối lời Tử Linh nói dù sao Hàn lập Tu Vi cao đã đến kết đan hậu kỳ cũng sắp chuẩn bị ngưng kết Nguyên Anh mà sau khi cùng Chung Hoạn nạn ở Âm Minh Chi địa tính tình của hắn nàng cũng mơ hồ có thể hiểu được biết đối phương không phải là loại người bạo ngược âm độc kể từ đó cho dù không có tư cách là song tu bạn đồng hành của đối phương nhưng làm thì thiếp của Hàn lập nàng cũng đã hài lòng dù sao đi nữa với Tu Vi như Tu sớm muộn phải phụ thuộc vào một vị nam tu cường đại nếu không tại tu tiên giới một bước cũng khó đi, một khi không cẩn thận liền bị người bắt mang đi, lần lượt chịu mọi loại khổ hành. Đặc biệt sau khi huynh trưởng của nàng gặp nạn, nàng chỉ còn lại cô độc một mình, tự nhiên càng có thể xuất hiện loại tao ngộ đáng sợ này. Không khí trong gian phòng, thông qua một câu nói của Tử Linh mà có chút ám muội dị thường. Chương 594, Lạc Vân Tông, Hàn huynh, huynh cảm giác đề nghị của tiểu muội như thế nào? Với tư sắc bậc này của Mai Ngưng muội muội, làm thiếp thân của huynh đích xác có thừa. Việc tốt như thế này, đạo hữu sẽ không cử tuyệt chứ. Tử Linh thấy Hàn Lập không nói gì thêm, thản nhiên cười khẽ truy hỏi. Hàn Lập lơ đã nhíu mày, nhìn Mai Ngưng Gia Nhân nhu mì kiều diễm. Nữ tử này mặt càng cúi thấp, mơ hồ lộ ra gáy trắng tuyết ngọc đam đỏ ửng cực kỳ động lòng người. Xem ra nữ tử này thực sự cam chịu theo lời Tử Linh nói. Lấy dung nhan nhân phẩm của Mai cô nương, Đùng nói làm thiếp thân của tại hạ mà chính là làm xong tu đạo lữ cấp cao cũng là mỹ sự cầu còn không được. Nhưng hàn mỗ cùng tu si bình thường không quá giống nhau, bản thân ta từng lập chí qua, cuộc đời này toàn tâm toàn ý theo đuổi thành tiên tri đạo, trong lúc đó sẽ không dễ dàng tính đến chuyện nam nữ. Hơn nữa tại hạ độc lai độc pháng, thường xuyên thân hãm hiểm cảnh bị người đuổi giết, nào có tư cách gì tính đến chuyện thị thiếp. Mai đạo hữu đi theo tai hạ thật sự không phải là chuyện tốt ngược lại còn làm hại đến bản thân hàn lập ánh mắt bình tĩnh chậm rãi nói. Nghe những lời này của Hàn Lập, Mai Ngưng thân mình có chút khẽ run, ửng đỏ trên cổ nhanh chóng rút đi, khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi ngước lên thoạt nhìn có chút tái nhợt. Hàn Huynh nói nhưng lời này chính là cực tuyệt, đừng nói không, Hàn Huynh bây giờ tu vi kết đan hậu kỳ, trên đời này trừ lão quái vật nguyên anh kỳ thì còn cái gì có thể uy hiếp đến đạo hữu Huống hồ, nói không chừng không lâu nữa liền ngưng kết nguyên anh thành công, đến lúc đó thiên hạ nơi nơi có thể đi. Như vậy chẳng lẽ còn không bảo hộ được một cô gái như Mai Ngưng muội muội sao? Tử Linh có chút oán trách nói, phảng phất đối với Hàn Lập không cần một đại mỹ nữ như vậy, rất là bất mãn. Tử Linh đạo hữu không phải không biết, Hàn Mỗ mặc dù tự nhận tu vi so với tu sĩ đồng cấp cao hơn một bậc nhưng trêu chọc cửu gia cũng luôn luôn là hạng người thực lực cường đại. Khi chưa tiến vào Nguyên Anh Kỳ, thực có được đủ lực lượng thì tại Hạ sẽ không lo lắng chuyện tiếp thất. Nếu không đến lúc đó không có cách nào bảo vệ đối phương, chỉ có thể có lỗi mà thôi Hàn Lập bình tĩnh nói. Tử Linh đại mi vừa nhíu, biết Hàn Lập nói không giả, hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy đối phương tựa hồ có chút không hài lòng, sau chỉ có thể thở dài một hơi, ngậm miệng không nhắc lại. Hàn Huynh không ngại tiểu nữ tư sắc thô lậu, vậy nếu sau khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, còn nguyện thu nhận Mai Ngưng không? Mai Ngưng lệ dung rốt cuộc khôi phục bình thường, nhưng hàm răng cắn chặt, dương mắt nhìn chầm chầm Hàn Lập bất ngờ hỏi. Nguyên Anh Kỳ, có thể tiến vào cảnh giới này hay không? Hàn mỗ một điểm cũng không nắm chắc. Hơn nữa thực có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ, còn không biết sau bao nhiêu năm nữa chẳng lẽ mai cô nương thực nguyện ý chờ đợi có lẽ hơn trăm năm sau cũng không nhất định có thể ngưng kết nguyên anh thành công hàn lập liếc mắt nhìn nàng một cái thản nhiên nói ta mai ngưng vừa nghe lời này sắc mặt âm tình bất định không cách nào tiếp lời vợ thọ mệnh của trúc cơ kỳ đừng nói trên trăm năm chính là hai ba mươi năm cũng là khoảng thời gian dài rồi đối phương tuy là một nhân tuyển song tu rất tốt nhưng nàng thực không có khả năng vì vậy mà hao phí thời gian dài chờ đợi một cái kết quả không xác định dù sao tu tiên giới vốn là sự thật cùng tàn khốc như thế mà nàng cùng hàn lập trong lúc đó mặc dù ở chung một đoạn thời gian đã có hảo cảm nhất định nhưng muốn nói vì vậy thực tâm ái mộ hàn lập từ nay về sau không oán không hối hận điều này tự nhiên không có khả năng chứng kiến mai ngưng mặt ngọc trầm tư hàn lập tâm lý thở dài một hơi hướng tay vào trong áo móc ra hai cái bình nhỏ đưa cho nàng Bên trong này có một ít đan dược luyện chế từ yêu đan làm tăng tiến tu vi, Mai cô nương ngoài nghĩ tới thông qua thuật song tu tăng tiến tu vi, chi bằng khổ tu một chút. Nói không chừng có thể giống như Tử Linh đạo hữu, chính mình kết thành kim đan hàn lập ung um dung nói. Trong bình là đan dược trúc cơ kỳ, hôm nay đối với Hàn Lập mà nói đã không còn tác dụng, nhưng tình cảm với nàng lúc trước truyền cho hắn thông linh khí cũng đã nhận của nàng một phần nhân tình, giờ chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Kể từ đó, hắn tự thấy cũng không còn thiếu nàng cái gì. Đan dược luyện chế bảng yêu đan mai ngưng lộ ra vài phần động dung, theo bản năng cầm lấy một cái bình nhỏ mở nắp bình ra. Nhất thời một mùi thơm ngát tràn ngập cả gian phòng. Đây là đan dược đỉnh cấp, nàng cầm lấy bình ngọc kinh ngạc nhìn hàn lập, nhất thời không biết nói gì cho phải. Đối phương tại âm minh chi địa rõ ràng đối với nàng động tâm khinh bạc qua, nhưng vừa rồi lại cự tuyệt tiếp nạp nàng làm thị thiếp, giờ lại xuất ra chân quý đan dược cấp cho nàng. Nàng cũng có chút hồ đồ. Hì hì, hàn huynh thật hào phóng nếu hàn đạo hữu đã nói như thế muội muội người hãy nhận lấy sao có lẽ tái thu thập một ít linh dược có lẽ thực giống như hàn huynh nói có thể chính mình tiến vào kết đan kỳ đến lúc đó chúng ta hai tỷ muội cùng nhau liên thủ đều có thể tiêu diêu tự tại rồi tử linh chứng kiến đan dược trong mắt không tránh khỏi hiện lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền cười giải nói mai ngưng mặt lộ vẻ phức tạp hai mắt nhìn sâu hàn lập sau thấp giọng nói tạ ơn nhẹ nhàng đem bình nhỏ thu vào trong túi chữ vật thấy nàng nhận lấy đan dược Hàn Lập trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Sau đó khẽ quay đầu nhìn ra ngã tư đường của tiểu trấn bên ngoài cửa sổ. Nơi đây người đến người đi, náo nhiệt phi thường, một màn phi thường quen thuộc, làm cho Hàn Lập nhớ tới chút chuyện sớm đã quên, lại khẽ thở dài. Nhìn thấy biểu tình của Hàn Lập, tử tinh cùng Mai Ngưng nhị nữ không khỏi đưa mắt nhìn nhau một cái. Khê quốc là quốc gia ở vùng Tây Bộ xa xôi, nơi đây địa hình phức tép, đồi núi rừng rậm nhiều không kể xiết, có rất nhiều ao đầm chướng khí thường xuyên tới lui. Bởi vậy trừ vài tòa lớn nhỏ thành trì cô lẻ cùng một ít quan đạo, hiếm có người hành tẩu vùng hoang vu dã ngoại này. Cho nên càng là núi cao hẻo lánh trùng điệp thì càng có nhiều độc xà mãnh thú, người bình thường không dám xâm nhập vào trong đó. Cũng bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh đặc biệt cùng thừa thải một ít dược thảo chân thú hy hữu, cho nên khê quốc là nơi mà tu sĩ thích đi đến. Cả khê quốc quá nửa là tu sĩ tông phái, tập trung tại một châu nho nhỏ, một ít tông phái tu sĩ cường đại, lại độc chiếm mấy chỗ linh khí mạnh nhất trong đó Vân Mộng Sơn, càng là linh khí thánh mạch nổi danh thiên nam. Ở sâu trong dãy núi, có một gốc linh nhãn chi thụ trong truyền thuyết, cũng là một trong ba đại thần mộc cuối cùng trong tu tiên giới. Theo một loại ý nghĩa nào đó, tại trong mắt môn phái tu tiên, nó thậm chí so với thiên lôi trúc cùng dưỡng hồn mộc còn có giá trị cao hơn nhiều. Bởi vì cách mỗi 200 năm thời gian, linh nhãn chi thụ sẽ từ bộ rễ chảy ra một loại linh dịch gọi là thuần dịch. Chất lỏng này không cách nào trực tiếp phục dụng, nhưng lại là nguyên liệu tuyệt hảo luyện chế vài loại linh dược. Mà một loại nghe đồn là thánh dược định linh đan, càng lại phải lấy linh dịch này làm thuốc dẫn mới được. Về phần định linh đan, nó chẳng những có thể tăng tiến tu vi, còn có thể định tâm an hồn, giảm bớt tâm ma xâm nhập. Nếu là lúc ngưng kết nguyên anh trước đó uống vào một viên, tuyệt đối có thể khiến cho tu sĩ ngưng kết nguyên anh cảm thấy dễ dàng không ít. Bởi vì ngưng kết nguyên anh cùng kết đan không giống nhau, chỉ cần tu vi cùng cơ duyên nhất định, còn phải chịu được nhất định tao nhiễu của huyến tượng cùng tâm ma dù sao quá trình từ đan tới anh, nguyên vốn là một loại ma luyên tâm thần cùng định lực đáng sợ. Vân mông sơn mạch ở trong có bảo vật nghịch thiên giống như thế, do đó cũng không phải là linh mạch bình thường, tự nhiên tất cả các tông phái đều muốn chiếm lấy. Kết quả trải qua một phen minh tranh ám đấu, hiện tại do cổ kiếm viện lạc phân tông bách xảo viện ba cái tông phái liên hợp chiếm cứ. Thế lực của ba tông phái này, nguyên vốn là đứng đầu khê quốc, giờ lại liên thủ, các tông phái khác có tâm tư chiếm đoạt linh mạch này cũng chỉ còn nước chừng mắt mà thèm thui tại vân mộng sơn mạch dưới một đỉnh núi hàn lập đi trên bậc thang bằng đá xanh một bên tự đánh giá những tin tức có liên quan tới vân mộng sơn một bên hết thảy đánh giá phổ cận tại sơn lộ này chứ hắn ra còn có vài tên tuổi trẻ nam nữ vô thanh vô thức đi tới trên mặt mỗi người đều mang theo một tia hưng phấn hàn lập nhìn hết thảy trong lòng khẽ cười điều này cũng khó trách bởi mấy ngày nay là ngày tu tiên đại phái lạc vân tông nơi đây thu nhận đệ tử điều này đối với nam nữ luyện khí kỳ tự nhiên người người kích động mà Hàn Lập sau nửa tháng tới nơi này cũng hiểu đạo lý này. Hắn cũng có ý định tới nhập môn vào tông phái, lấy việc luyện đan thuật mà nổi tiếng. Bất quá, đương nhiên không phải lấy thân phận là tu sĩ kết đan kỳ, mà lấy thân phận là một vị đệ tử luyện khí kỳ phổ thông trà trộn tiến vào trong. Với tu vi của hắn hôm nay cùng với khẩu quyết thần kỳ vô danh liếm tức, chưa tu sĩ đã ngoài nguyên anh trung kỳ cẩn thận xem xét mới có thể phát hiện, còn những người khác căn bản là không cách nào phát hiện tu vi chính thức của hắn. Hắn ỉ vào điểm này, mới dám có cái ý định này. Bất quá nghĩ đến tình hình ngày đó sau khi cùng tử linh và mai ngưng nhị nữ chia tay, trong lòng hắn cũng cười khổ. Dựa theo bổn ý của hắn, tự nhiên tùy tiện tìm một địa phương mở ra một động phủ, sau đó dùng đan dược, đem tu vi chính mình tăng lên cảnh giới kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Dù sao lúc trước mặc dù có thông linh khí tăng tiến tu vi, nhưng chân chính bắt đầu giai đoạn kết anh giả anh thì còn kém một chút. Nhưng chính là một điều ngoài ý muốn xuất hiện, làm cho kế hoạch của hắn hoàn toàn bị đổ xuống sông xuống biển. Sau khi phục dụng một viên đan dược, hắn ngạc nhiên phát hiện, nguyên bổn đan dược có thể làm tịnh tiến tu vi, dĩ nhiên hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vô luận là luyện chế bằng yêu đan cấp 6 hay cấp 7, tất cả đều giống nhau, hiệu quả một chút cũng không có. Điều này làm cho Hàn Lập không thể nói nên lời. chương 595, bốn thế lực lớn, việc này xuất hiện vượt khỏi dự tính của Hàn Lập. Phương pháp sử dụng đan dược để làm cho pháp lực tiến triển nhanh chóng, thậm chí có ý dùng cấp bậc thánh dược nghịch thiên, có thể tiến triển cảnh giới ngày ngàn dặm. Tuy nhiên phương pháp này sẽ dẫn đến tình trạng là khi pháp lực đạt đến một trình độ nhất định, lúc đó hiệu dụng của đan dược này cũng dần mất tác dụng. Bởi vì đan dược sẽ có tác dụng thúc đẩy và cải tạo cơ thể để hấp thu linh lực một cách nhanh chóng. Đến một giai đoạn phát triển nào đó, tác dụng của đan dược giúp tu sĩ thu nạp linh khí ngang bằng với tốc độ hấp thụ tự nhiên của tu sĩ. Lúc đó, nói một cách khác, đan dược dần dần mất hiệu quả trừ phi sử dụng thêm linh đan phụ trợ khác. Đây cũng chính là nguyên nhân Hàn Lập sử dụng đan dược của trúc cơ kỳ không có tác dụng cho kết đan kỳ. Có điều trước đây, phải vượt qua một cảnh giới thì tình huống này mới xuất hiện. Nhưng bây giờ còn chưa tiến vào nguyên anh kỳ mà đan dược đã mất đi tác dụng. Đây chính là vấn đề mà Hàn Lập trước đó không tính đến. Bởi vì, bất kể là các sách cổ hay ghi chú tâm đắc của các tu sĩ nguyên anh kỳ đều nói, sử dụng yêu đan cấp 6 để luyện chế đan dược sẽ không mang lại tác dụng gì nhưng sử dụng yêu đan cấp 7 làm đan dược thì kể cả trước khi ngưng kết nguyên anh vẫn có tác dụng, mặc dù có thể hiệu dụng quả thực giảm sút rất nhiều. Điều này nhất thời làm cho Hàn Lập có cảm giác kỳ lạ. Hắn cẩn thận suy xét, cũng chỉ sử dụng thêm đan dược một lần nữa nhưng cũng không thấy có tác dụng. Chắc hẳn vấn đề đáng ngờ này liên quan tới việc uống bích diễm tử hoặc việc thu được thông linh khí với mai ngưng ngày nào. Hai thứ này, một cái bản chất không phải là thứ để con người dùng, một cái là một trong bảy tinh túy của thế gian do đó một chút di chứng cũng là bình thường. Hàn Lập không có ý định truy tìm nguyên nhân tại sao đan dược mất đi tác dụng. Bởi vì chuyện cũng đã xảy ra rồi, không có cách nào thay đổi được nữa, hắn không muốn phí phạm sức lực cho việc vô ích. Hắn bắt đầu xem xét cách khác, trong tay hiện đang có một yêu đan cấp 8 của độc giao yêu, nhưng vật này không phải cứ dùng linh thạch mà mua được, chính vì thế hắn không nỡ luyện chế thành đan dược. Bởi vì tỷ lệ thất bại trong luyện đan là rất lớn, hơn nữa cho dù luyện chế thành thì cũng chỉ được một đến hai hoàn đan dược cũng không đủ số lượng cần thiết. Như vậy, cũng như các tu sĩ khác, hắn cũng không còn cách nào khác là phải dựa vào chính khổ tu của mình để đạt tới cảnh giới mới. Đã lâu lắm rồi hắn không trải nghiệm loại tu luyện với tốc độ của sen này. Hàn lập ngẫm nghĩ tới đó không khỏi cười khổ. Cũng may, hôm nay tu vi của hắn đã gần tới cảnh giới viên mãn, nếu linh khí dồi dào thì 10 năm tu luyện cũng đạt tới đích. Bởi lý do đó, hắn phải tìm một chỗ tốt để tu luyện mới được. Nếu linh khí ít ỏi sẽ dẫn đến thời gian tu luyện dài hơn. Hàn Lập tự nhiên không muốn làm một việc xuẩn ngốc như vậy. Nhưng nói đến chỗ có linh mạch, Thiên Nam và Loạn Tinh Hải có chút bất đồng. Loạn Tinh Hải là vùng có diện tích vô cùng lớn, người ít đảo nhiều. Các đảo có linh mạch nhiều không kể xiết, ngược lại, Thiên Nam là vùng có số lượng người đông chen chúc mà diện tích thì cũng có giới hạn. Nói là giới hạn nhưng diện tích cũng không nhỏ. Tuy nhiên không cần nói linh khí ít ỏi mà chỉ cần tồn tại linh mạch đã có các đại môn phái hoặc các gia tộc tu sĩ chiếm hết không sót lại địa điểm nào thậm chí các địa điểm linh khí quá kém còn sót lại cũng bị các tán tu chiếm lấy làm chỗ tu luyện về căn bản là không tồn tại nơi có linh khí mà chưa có chủ về tài nguyên linh khí để tu tiên thật lòng mà nói giới tu tiên của thiên nam còn lâu mới bằng vùng loạn tinh hải từ đó suy ra hàn lập chỉ có con đường trà trộn vào các gia tộc tu sĩ hoặc các môn phái để tiếp tục con đường tu luyện của mình Tất nhiên bằng khả năng của mình, Hàn Lập có thể đánh chiếm các vị trí có linh mạch của các gia tộc tu tiên hoặc các môn phái nhỏ. Nhưng nếu làm vậy sẽ gây sự chú ý của các nguyên anh kỳ tu sĩ. Hàn Lập quả thực không thể chịu nổi phiền toái cả ngày bị người truy đuổi, mà chỉ muốn một lòng ngưng kết nguyên anh mà thôi. Sau khi cân nhắc một hồi, Hàn Lập từ bỏ ý định chọn các gia tộc tu sĩ. Bởi vì bằng lực lượng của một gia tộc không thể nào mà chiếm được vùng có linh mạch tốt. Hơn nữa, gia tộc tu sĩ luôn chỉ lấy đệ tử trong tộc người ngoài đơn giản là không thể chen chân vào. Các môn phái tu tiên thì khác hẳn, đặc biệt là các môn phái lớn, chẳng những chiếm cứ chỗ có linh mạch tốt mà số lượng môn đồ đông đảo. Hơn nữa, trong tông cũng có rất nhiều tu sĩ cấp cao, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không cần đến sự lộ diện của Hàn Lập làm bại lộ tu vi và dẫn đến sự chậm chế tu luyện của bản thân. Hắn hoàn toàn có thể nương nhờ bóng mát để chăm chú cho việc tu luyện. Mà khi đã ngưng kết được Nguyên Anh thì lúc đó cũng chẳng phải e ngại chuyện gì biết đâu với thân phận lúc đó các tông phái không phải trăm phương nghìn kế để lôi kéo hắn cùng hợp tác chứ dại gì gây thù chuốc oán với một tu sĩ nguyên anh kỳ cứ như vậy hàn lập ôm ý tưởng muốn chọn cho mình môn phái ở nơi có nhiều linh khí nhất xuất hiện ngay trong đầu hàn lập chính là thánh mạch phân mộng sơn nơi hiện tại đang được ba môn phái tu tiên lớn cư ngụ linh khí của vùng này nổi tiếng nhất cả thiên nam thậm chí khi còn ở việt quốc hàn lập cũng đã nghe tiếng để gia nhập vào một trong ba môn phái này Hàn Lập đương nhiên phải so sánh đặc thù và quan hệ của từng môn phái. Nói đến chỗ này, nhân tiện phải nhắc tới, từ lúc Hàn Lập còn ở một tiểu phường thị cho tới lúc đến tu tiên giới Thiên Nam cũng đã gần 100 năm rồi. Lúc đó, Hàn Lập và hai chị em Tử Linh đang còn chưa rời nhau, cùng nhau thu thập thông tin tình báo. Dù sao so sánh với Hàn Lập, hai chị em Tử Linh còn quen thuộc các thế lực của Thiên Nam hơn nhiều. Bây giờ thế cục Thiên Nam đã có biến đổi rất lớn so với khi Hàn Lập rời đi rồi. Đầu tiên không còn lấy danh giới của quốc gia làm nơi phân chia các thế lực thiên nam lúc này cả ma đạo chính đạo thiên đạo minh và cả cửu quốc minh cùng tồn tại và thống trị thiên nam chính đạo ma đạo và cửu quốc minh thì trước đây hàn lập đã biết nhưng thiên đạo minh thì mới thành lập sau khi hàn lập đã đến loạn tinh hải đó là do tu sĩ của mười mấy quốc gia liên minh lại thành lập lực lượng để đối chọi với hai tổ chức ma giáo và chính giáo so sánh về mặt thế lực của tránh đạo hay ma đạo thì liên minh này lớn hơn nhưng nếu chính giáo và ma giáo liên kết lại thì tổ chức này dĩ nhiên không phải là đối thủ mặc dù trước đây chính giáo và ma giáo hợp tác âm thầm thôn tính các quốc gia xung quanh nhưng quan hệ vẫn như lửa với nước tuy đã có hợp tác nhưng không cách nào phối hợp được mà trong nội bộ chính ma hai đạo cũng có những xung đột mới về lợi ích chính vì vậy mà không lâu sau đã tập trung vào tranh chấp lẫn nhau dẫn đến không còn tâm trí gây khó dễ cho thiên đạo minh về phần thiên đạo minh chỉ là một liên minh lỏng lẻo các thế lực ma giáo và chính giáo không chủ động công kích thì họ cũng chẳng mong gì hơn. Chứ đừng nói để họ chủ động công kích đối phương, dường như cũng không đủ lực. Vì vậy, ba thế lực này đạt được một trạng thái cân bằng xảo diệu. Có điều sự cân bằng này tồn tại hơn 100 năm qua không có đại chiến nào phát sinh là còn có quan hệ đến thế lực lớn còn lại Cửu Quốc Minh. Cửu Quốc Minh ngoại trừ các tu sĩ của bảy phái Việt Quốc ban đầu thành lập nên, còn có không ít các tông phái nhỏ và các tán tu đã bị hai đạo ma giáo và chính giáo xua đuổi gia nhập vào làm cho thế lực phát triển mạnh lên không ít. Cứ tưởng rằng với thế lực như vậy, cử Quốc Minh có thể đè bẹp được các pháp sĩ của Mạc Lan Bộ Lạc. Nhưng không biết do ý trời hay thuần ví chỉ là sự trùng hợp. Mạc Lan Bộ Lạc rằng có đã lâu với Cửu Quốc Minh bỗng nhiên nhận được tiếp viện đến từ các tộc Mạc Lan đệ nhị và Mạc Lan đệ tứ, số lượng các pháp sĩ đã tăng lên gấp bội. Hai bên đánh nhau ngày càng kịch liệt, sau mỗi trận đại chiến, cả đôi bên đều rất nhiều tu sĩ phải tử trận. Cửu Quốc Minh lúc này đang ở vào thế bị áp đảo thậm chí một vài vùng lãnh thổ đã bị cướp đi. Bất đắc dĩ, Cửu Quốc Minh phát ra tín hiệu cầu cứu các thế lực còn lại đồng thời uy hiếp, nếu các thế lực còn lại không cho người tham chiến cùng thì bọn họ lập tức bỏ mặc cuộc chiến để các pháp sĩ của Mạc Lan tự do tiến vào lãnh thổ. Sau khi nghe được tin tức này, ba thế lực còn lại mặc dù không tình nguyện nhưng cũng biết để các pháp sĩ Mạc Lan tiến vào thì cuộc sống của họ cũng không yên ổn được, đành phải cử các nhân thủ đến tăng viện cho Cửu Quốc Minh. Cuối cùng phải sau một cuộc đại chiến quyết định, hơn ngàn tu sĩ tử trận mới có thể ngăn chặn được cuộc tiến công của các pháp sĩ Mạc Lan, ổn định lại tình hình. Có điều kể từ đó, Cửu Quốc Minh cũng yêu cầu các thế lực khác phải thay phiên phái tu sĩ của mình để chống đỡ các cuộc tấn công của các pháp sĩ Mạc Lan. Chứ nếu không, một nhà thì hết sức chống đỡ, các nhà khác thành thời thoải mái thì chẳng ai chịu cả. Vì vậy, trải qua một thời gian dài hiệp thương, bốn thế lực rốt cuộc đã đạt được hiệp nghị, để cử Quốc Minh làm chủ, ba nhà còn lại cùng nhau giúp đỡ đối kháng lại Mạc Lan. Cũng bởi vì sự tồn tại của hiệp nghị này, hơn trăm năm qua, bất kể các kết quả phân chia địa bàn tránh ma đạo trước đây như thế nào, nhưng do sự uy hiếp của người Mạc Lan với cửu quốc minh nên cũng không dám tranh đấu nhau nữa. Về phần khê quốc và hai quốc gia lân cận đều là phạm vi của thiên đạo minh. Mà cổ kiếm môn, lạc phân tông, bách xảo, thậm chí còn chính là trung tâm của thế lực đó. chương 596, nhập môn thượng, trong ba môn phái này, Môn phái được Hàn Lập nhìn chúng trước tiên không phải là Lạc Vân Tông mà chính là môn phái luyện pháp khí nổi danh tu tiên giới Bách Sảo Viện. Tông phái này ngoại trừ về phương diện công pháp chính mình có chỗ độc đáo ra thì đệ tử phi thường thiện nghệ trong việc luyện chế các loại đẳng giai pháp khí, thậm chí nghe đồn trong môn phái còn ẩn giấu vài loại phương pháp luyện chế pháp bảo hàng đầu. Phù bảo càn khôn tháp của Yến Gia, đương thời Việt quốc đệ nhất gia tộc cũng là nhờ vào phương pháp luyện chế pháp bảo này mà trở thành nhất hiện đại danh khí pháp bảo. Điều này làm cho Hàn Lập có chút động tâm. Nhưng đáng tiếc rằng tông phái này đối với việc thu nhận đệ tử bên ngoài có chút giống như Việt Quốc thất phái, trên cơ bản đệ tử đều là các thành viên tu tiên trong gia tộc, rất ít khi thu nhận đệ tử bên ngoài. Hơn nữa môn phái này cũng là do năm thế lực gia tộc tu sĩ lớn nhất liên hợp chi phối, chiếm cứ một giải Tây Vân Mông Sơn. Điều này làm cho Hàn Lập có chút tiếc nuối, chỉ có thể đành buông tha. Cổ kiếm môn nghe tên thấy người, môn phái này phi thường am hiểu ngự kiếm thuật, vô luận pháp khí, pháp bảo, các loại kiếm khí lớn nhỏ, nhất là tuyệt học trấn phái thái bạch kiếm quyết tại khê quốc càng bài danh đỉnh đỉnh, lợi hại vô cùng. Cổ kiếm môn, bên cạnh việc thu nhận đệ tử là các tu sĩ trong gia tộc thì đồng thời cũng thu nhận tán tu tuổi trẻ bên ngoài. Nhưng công pháp kiếm quyết của môn phái này yêu cầu tư chất phi thường cao, trên cơ bản linh căn kém một chút là không thể tu luyện các loại kỳ môn công pháp, cho nên mặc dù tương đối thường xuyên thu nhận đệ tử nhưng số lượng đệ tử lại là ít nhất trong ba môn phái. Bất quá đệ tử cổ kiếm môn một khi tu vi đại thành, bằng vào tính công kích siêu cường, các tu sĩ cùng cấp thường không phải là đối thủ, bởi vậy nó là một trong ba phái có thực lực cường đại nhất, đương nhiên chiếm cứ Vân Mộng Sơn. Còn lại cuối cùng chính là Lạc Vân Tông, trong chừng mực nào đó mà nói, có điểm tương đồng với Bách Sảo Viện. Công pháp của môn phái này hỗn tạp mà không tinh, nhưng lại khá nổi danh đối với luyện đan thuật. Nghe đồn rằng định linh đan, tại khê quốc cũng cũng chỉ mấy vị trưởng lão trong môn phái này là có năng lực luyện chế ra chính vì vậy trong bối cảnh thực lực còn kém hai phái khác khá xa nhưng lạc vân tông cũng miễn cưỡng giành được một chân ở đông bộ vân mộng xuân này mà trong ba môn phái thì lạc vân tông thu nhận đệ tử nhiều nhất và tiêu chuẩn nhập môn cũng thấp nhất trên cơ bản môn phái này thu nhận đệ tử chỉ có hai điều kiện kẻ có tư chất linh căn tốt có khả năng bồi dưỡng lạc vân tông cũng giống như các tông phái khác phi thường vui vẻ thu nhận hoặc là những người có tu vi đã đạt đến mức độ nhất định công pháp trụ cột đã tu luyện đến cảnh giới cao thì cho dù linh căn không tốt, bọn họ cũng sẽ thu nhận lấy. Dù sao Lạc Vân Tông ngoại trừ có luyện đan thuật nổi tiếng ra, thì còn có pháp môn chế phủ trận pháp và 78 loại tạp học khác đều đòi hỏi rất nhiều đệ tử cấp thấp để khu xử. Mới có thể duy trì kéo dài liên tục, có nhiều tán tu có tu vi luyện khí kỳ linh căn không quá tốt, biết rõ ràng tư chất chính mình tiến vào tu tiên tông phái không có tiền đồ gì đáng nói, chỉ có thể vĩnh viễn là một gã đệ tử cấp thấp nhưng bọn hắn cùng với Hàn Lập đều có ý nghĩ giống nhau, chung quy là muốn được hưởng thụ cảm giác đứng trên đại thụ cao cao tại thượng cuối nhìn xuống. Cũng có không ít tán tu vì vậy mà tiến vào Lạc Vân Tông. Như thế xem ra, trong môn phái Lạc Vân Tông thu đồ dễ dãi nhất hơn nữa lại có định linh đan dẫn dụ, tựa hồ gia nhập tông phái này là thích hợp nhất. Hàn Lập sau khi trần trừ một chút, và lại sau khi nghe ngóng, biết được môn phái này sắp tới sẽ có đợt thu nhận đệ tử thì không hề do dự nữa. Hắn cùng Tử Linh nhị nữ khi chia tay cũng không nói ý định đi về đâu. Lúc này sau khi chuẩn bị một chút liền phi độn về hướng này. Hàn Lập ở dưới chân núi chờ vài ngày sau đã sắp đến ngày thu nhận đệ tử. Khi thấy rất nhiều tu sĩ luyện khí kỳ từ các nơi kéo đến, Hàn Lập mới thong dong theo sơn đạo lát đá xanh mà leo lên núi. Lúc này, Hàn Lập từ dưới chân núi thong thả leo lên, mất chừng một canh giờ mới lên đến nơi. Đương nhiên không phải do ngọn núi này quá lớn mà do trên thạch đạo đã bị thi triển một chút huyễn thuật thô sơ, đại khái thì Lạc Vân Tông muốn cho các tán tu muốn gia nhập một chút ma luyện tâm cảnh. Dù Lạc Vân Tông có thu nhận đệ tử dễ dãi đến mấy, thì cũng không có khả năng thu nhận cả những người thiếu kiên nhẫn đến mức không đi hết nổi con đường nhỏ này. Lúc này có vài tên nam nữ tu sĩ đi trước Hàn Lập cũng phát hiện ra có điều kỳ quái. Bọn họ lúc này tụ tập lại cùng một chỗ thấp giọng nói thầm vài câu, sau đó tựa hồ đoán ra sự ảo diệu bên trong. Tiếp đó không hề để ý nữa mà tiếp tục đi tới. Mấy người này hình như đã có quen biết nhau và cũng chưa có người nào bắt chuyện với Hàn Lập. Hàn Lập lơ đỉnh đi theo phía sau bọn họ, đi trên thạch đạo thêm nửa canh giờ nữa thì rốt cục đã thấy bậc đá cuối cùng, đám nam nữ trẻ tuổi này mừng rỡ bước nhanh tới. Hàn Lập thần sắc như thường sau khi bước lên bậc thang đá cuối cùng thì không chút vội vã quan sát và đánh giá tình hình trước mắt. Đây là một cái sân rất lớn, rộng đến hơn trăm trượng, phía đối diện chỉ nhìn thấy một tòa tiểu đình còn lại bốn phía chỉ thấy bạch quang mịt mờ, phảng phất một mảng thiên địa như có như không. Mà trước cửa vô danh thạch đình nọ hiện có mười mấy tên tu sĩ phục sức khác nhau đang ngồi, nhưng không có một người nào dám tiến vào tiểu đình. Vài tên nam nữ tu sĩ đi trước hàn lập đồng loạt bước đến rồi lẳng lặng gia nhập đám người đang ngồi trước tiểu đình. Thấy tình hình này, hàn lập thần sắc không đổi nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Đám luyện khí kỳ tán tu này có lẽ không có cách nào nhìn được, nhưng thần thức hắn chỉ đảo qua một cái là có thể nhìn thấu ảo trận trước mắt. Cái gì thạch đình trước mặt, rõ ràng là một bạch ngọc lâu rất lớn đứng sừng sững, phía trên có treo một tấm bảng với ba chữ vàng nguyễn vân đường. Mà ở trước cửa bạch ngọc lâu này, phía dưới tấm biển lớn có ba người đang đứng, nhìn đám đông tu sĩ luyện khí kỳ mà chỉ chỉ trỏ trỏ nói cái gì đó. Bọn họ ỉ vào trận pháp kỳ diệu, nên một điểm cấm kỵ ý tứ cũng không có. Trong ba người này, hai người là trúc cơ sơ kỳ, một người là trúc cơ trung kỳ, Xem ra là người của Lạc Vân tông cử đến để tiếp dẫn bọn hắn. Hàn Lập không nói một lời lẳng lặng đi đến đứng ở phía ngoài đám người, sau đó cúi đầu ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt nhập định. Nhưng thần thức của hắn đem ba người dưới ngọc lâu bao bọc lại, ba gã tu sĩ nói chuyện gì hắn đều dễ dàng nghe được. Thu sư huynh, mặc dù thời gian còn chưa tới, nhưng nhập môn tán tu đến lần này, tựa hồ khá nhiều, nhưng có hơn phân nửa xem ra căn bản không đủ tư cách rõ ràng mới là 7-8 tầng cơ bản công pháp tu vi, lại cũng dám đến nơi đây nhập môn. Chẳng cho rằng Lạc Vân Tông ta người nào cũng thu nhận hay sao một thanh niên mặt trắng thoạt nhìn chỉ có khoảng 27-28 tuổi, hướng về một vài người trong đám đông điểm chỉ nói, trong lời nói tựa hồ có chút bất mãn. Người có biện pháp nào sao? Ai khiến cho chúng ta 3 năm trước đây thu nhận một nhóm đệ tử để bây giờ có nhiều người kéo đến như vậy? Hơn nữa lần trước Kim Sư Thúc bởi vì thiếu nhân thủ trong lúc cấp bách nên mấy vị sư huynh đệ không thể làm gì khác hơn là phá lệ nhận hai vị tán tu tu vi chỉ có luyện khí tầng thứ 8. Việc này tự nhiên lại khiến cho ngoại giới có ảo giác rằng tiêu chuẩn tiến vào Lạc Vân Tông chúng ta lại thấp xuống một ít. Thế nên mới có nhiều tán tu đến đây để thử vận khí người được xưng là thu sư huynh chính là tu sĩ trúc cơ trung kỳ khoảng ngoài 40 tuổi, một thân mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, hai mắt lấp lánh có thần. Bất quá lúc này đây, Sư huynh đệ chúng ta tự nhiên sẽ không dễ dãi. Dù sao gần đây đệ tử cấp thấp nhập môn, vô luận tu vi cùng linh căn sát thực có chút không ổn, hình như có một vị trưởng lão nội môn đã nhắc nhở trưởng môn vài câu. Cho nên theo ý tứ của trưởng môn thì lần này chúng ta nên quan tâm đến chất lượng hơn số lượng, một vị thanh niên khác dáng vẻ anh khí bừng bừng, cười hắc hắc lấy cớ nói. Quý hồ tinh bất quý hồ đa, nếu làm như vậy thì lần này có thể thu nhận đủ 10 tên đệ tử cũng là quá tốt rồi. 8 đến 9 phần 10 người ở đây cũng nên đi về là hơn thanh niên mặt trắng xem đám tán tu trước mắt, có chút khinh miệt nói. Lưu sư huynh cũng không nên xem nhẹ đám tán tu này, trong bọn họ có lẽ có những thiên tài chưa được phát hiện cũng không chừng. Ngẫm lại như Tôn Hỏa sư đệ vậy, lúc đầu cũng lấy thân phận tán tu vào phái ta. Nhưng chỉ cần 5 đến 6 năm công phu, Tôn sư đệ đã trúc cơ thành công. Tất nhiên trong đó cũng có nguyên do vì chọn lựa công pháp thích hợp, hơn nữa trong lúc lập được công lớn được ban cho một viên trúc cơ đan nhưng điều này cũng phải nói có liên quan đến tư chất ngàn người có một của hắn thu sư huynh nghiêng người nhìn vị tu sĩ họ lưu vốn xuất thân đại tộc, thần sắc thản nhiên nói. Khổ, ý sư huynh là lời của đệ có chút không đúng, thanh niên mặt trắng vừa nghe đối phương nói lời ấy, lập tức nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng ho khan vài cái, cười vuốt đuôi nói. Tựa hồ đối với vị thu sư huynh này có chút kiêng kỵ. Lưu sư đệ, thu sư huynh tựa hồ còn muốn giáo huấn thanh niên này cái gì đó, nhưng hàn lập nhưng lại không có hứng thú nghe nữa lúc này hắn thu hồi thần thức, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay hắn thu liếm khí tức, làm cho tu sĩ khác thoạt nhìn đều nhận định tu vi của hắn ở mức luyện khí kỳ 10 tầng. Cấp độ tu vi này hẳn là tiến vào Lạc Vân Tông cũng không thành vấn đề. Đợi thêm mấy canh giờ nữa, từ dưới chân núi khá nhiều tu sĩ tiếp tục thượng sơn, cho tới lúc hoàng hôn thì giữa thạch nhai rộng đã có gần trăm tên luyện khí kỳ tu sĩ đang ngồi. Trong đó nam nữ tu sĩ trẻ chiếm đa số, ngoài ra cũng có một số trung niên tu sĩ có tu vi khá cao thâm. Vào lúc này, Thạch Đình trước mắt hốt nhiên xuất hiện một phiến hồng quang lớn, tiếp theo đó giữa luồng ánh sáng hình ảnh Thạch Đình bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một tòa bạch ngọc lâu cao hơn 10 trượng, bên ngoài phía trước có ba người đang đứng. Hoan nghênh chư vị đạo hữu đến Lạc Vân Tông chúng ta. Lần này sư huynh đệ chúng ta phụ trách thủ tục lựa chọn đệ tử. Xin các đạo hữu yên lặng nghe thu mỗ nói, ngàn vạn lần không nên bỏ lỡ thu sư huynh dùng ánh mắt sắc bén quét một lần trước mặt mọi người, không chút vội vã, thong dong nói chương 597, nhập môn chung, nhìn thấy cảnh như vậy, rồi lại nghe thu sư huynh nói thế. Cả đám tu sĩ đều kinh ngạc, không dám chậm trễ liền đứng dậy ra vẻ cung kính lắng nghe. Bọn họ biết rằng dù tiến hay không tiến được vào lạc vân tông tu tiên đại phái, hiện tại đều do ba vị này làm chủ. Cho nên trước mặt ba vị tu tiên này bọn họ cần phải lưu lại ấn tượng tốt với họ. Thấy đám tán tu này rất thức thời, nên bọn họ cũng không dám lên mặt. Còn trên mặt của thu sư huynh cũng lộ ra vẻ hài lòng thật ra theo quy định thì bổn tông chỉ thu nhận mỗi lần là 6 vị đệ tử. Bởi vậy tại hạ cũng không muốn nói thêm, nếu vị nào có hai hoặc ba linh căn hoặc là có linh thể đặc thù thì đứng ra một bên thu sư huynh lộ ra vẻ nghiêm nghị rồi chậm rãi nói. Vừa nghe xong những lời này, cả đám người liền bàn tán xôn xao một trận. Nhưng một lát sau, cũng chỉ có bốn người đứng ra gồm ba nam và một nữ. Các ngươi đi theo vị lưu sư đệ này, hắn phụ trách việc kiểm tra tư chất tu luyện của các người thu sư huynh lạnh mắt liếc nhìn một cái sau đó bình tĩnh nói. Lúc này, thanh niên mặt trắng đứng bên cạnh hắn tiến lên hai bước, không nói lời nào mà khoát tay, một đạo bạch quang từ trong tay áo hắn bắn ra, xoay một vòng rồi hóa thành một cái cẩm mà thật lớn, bay lơ lửng trên không cách mặt đất vài thước. Các người cùng tiến lên đi, ta mang bọn người đến một chỗ khác để kiểm tra tư chất nếu ai không đủ tư chất sẽ bị đuổi về bạch y thanh niên thân hình chợt lóe lên, trước mắt liền xuất hiện bên trên cái cẩm mặt pháp khí, mặt không chút thay đổi nói. Bốn người này liền liếc mắt nhìn nhau một cái, hơi chần chờ một chút rồi sau đó cũng đi lên cái cẩm mặt pháp khí này. Lúc này bạch y thanh niên mới bắt pháp quyết, một màng bạch quang phát ra, cái cẩm mặt hóa thành một đoàn bạch quang hướng lên không trung rồi bay đi. Đưa mắt nhìn vị thanh niên mặt trắng rời đi rồi, thu sư huynh xoay mặt nhìn lại đám người hàn lập còn lại, thần sắc hòa hoãn ôn tồn nói. Còn các vị đạo hữu này ai có công pháp hơn 10 tầng thì đi ra một bên rồi đi theo du sư đệ. Nếu lý lịch bản thân trong sạch thì không có vấn đề gì, có thể gia nhập bổn môn. Còn các vị đạo hữu khác nếu muốn bái nhập làm môn hạ của bổn tông thì phải trải qua một cuộc thi kiểm tra. Nếu ai vượt qua thì lạc vân tông chúng ta mới có thể nhận lấy. Nếu không thì xin mời chư vị dốc lòng tu luyện thêm vài năm nữa, lần sau tu vi tinh tiến thì trở lại kiểm tra một phen. Sau khi những lời này nói ra xong, mọi người đang im lặng bổng nhiên sao động hẳn lên hầu hết các tán tu đều tỏ vẻ thất vọng ngoại trừ một người việc tuyển chọn lần này thực sự rất là nghiêm khắc điều này làm cho một số tu sĩ vốn nghĩ rằng mình sẽ đạt được nhưng cuối cùng thì không được vì vậy làm cho bọn họ thật sự thất vọng mặc dù có thể tham gia thêm lần một lần kiểm tra nữa nhưng cũng không làm cho bọn họ vui lên bởi lẽ họ hiểu rất rõ đây chỉ là những lời nói khách sáo mà thôi mặc dù có nhiều người để mắt tới nhưng lạc phân tông tiếng tăm cao vời nên có được một cơ hội thật sự là rất khó. Bởi đối với mấy cuộc kiểm tra này, những tu sĩ với có công pháp dưới tầng thứ 10 thì cực kỳ gian nan. Vì vậy những ai có công pháp đạt tới tầng 7 và 8 thì không có hy vọng gì cả, chỉ những ai đạt tới tầng thứ 9 thì mới có cơ hội. Những lần kiểm tra trước đây số tu sĩ đạt tới tầng 9 mà vượt qua hết được các cuộc kiểm tra, cơ hội chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay. Những người này mặc dù tư chất công pháp không tốt, nhưng về tinh thần và nghị lực thì rất tốt. Chắc chắn sẽ làm được việc. Bởi vậy, đối với việc tu luyện thành tựu sẽ không cao, nhưng có thể học được những kiến thức khác. Lạc Vân tông cũng không muốn loại bỏ những người này, nhiều người với ánh mắt rất là hâm mộ nhìn Hàn Lập cùng với sáu gã tu sĩ khác đi tới. Thu sư huynh liếc một cái nhìn qua rồi gật gật đầu. Vị thanh niên anh khí đầy người không hề trì hoãn liền phóng ra một món pháp khí phi hành giống như một cái đồng bát thật lớn xuất hiện trước mặt bọn người Hàn Lập. Lúc này, không cần vị thanh niên này nói, Hàn Lập cùng đám tu sĩ này trước sau bước lên pháp khí lập tức cái đồng bát hóa thành một đạo hào quang màu vàng, bay khỏi nơi đây. Nhắm hướng Vân Mộng Sơn mà đi tới, còn lại là những tán tu không đủ tư cách, hay những người có đã vượt qua các kỳ thi kiểm tra tiến vào Lạc Vân Tông. Đối với Hàn Lập mà nói hắn không thèm để ý hay quan tâm tới. Lúc này, hắn đang ở trong vòng bảo hộ của cái đồng bát màu vàng, có chút hứng thú tự đánh giá chính mình trong sáu người đi cùng. Bốn nam hai nữ, trừ một vị hoàng y nữ tử hơn 20 tuổi đang đứng im lặng còn lại những người khác thoạt nhìn thấy họ khoảng hơn 30 tuổi. Thậm chí trong đó có một gã thanh bào tu sĩ, mới nhìn thì thấy hắn hơn 50 tuổi tuổi. Sau khi xem xét kỳ thì thấy hắn là một trong những người có tu vi cao nhất là luyện khí kỳ tầng 12, nhưng vẫn làm cho Hàn Lập lắc đầu thầm than nhẹ. Đối với những tu sĩ cấp thấp với tư chất không tốt mà đã luyện qua được tầng thứ 10, mà không có cơ duyên thì thời gian hao phí cho việc tu luyện chắc chắn là rất nhiều so với người bình thường. Trong những người này mà nói thì Hàn Lập cùng với Hoàng y nữ tử chỉ khoảng hơn 20 tuổi là trông trẻ tuổi nhất. Năm xưa với tư chất ngụy linh căn của hắn, nếu không có vận may sở hữu được cái bình nhỏ thần bí, sợ rằng đến nay cũng giống như là thanh bảo tu sĩ. Hơn nữa cũng không thể đột phá qua được năm sáu tầng cảnh giới. Chứ đừng nói có thể tiến vào được các đại phái tu tiên mà tu hành. Hàn Lập hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa, trong lòng không khỏi cảm thán. Được một chút thì hắn liền bừng tỉnh, hướng nhìn những người phía sau. Những người còn lại xem ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng trong mắt của họ ai cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Trong tầm mắt của Hàn Lập thấy được một vị đại hán dâu quai nón liền dừng lại. Hai mắt khép lại một chút rồi sau đó chuyển lại hồi phục như bình thường. Gã đại hán này tướng mạo không có gì là đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trên người hắn ẩn giật tản mát ra một loại hàn khí âm trầm không nói nên lời. Luồng hàn khí này thần bí dị thường, hiện nay lấy thần thức cường đại thâm sâu của Hàn Lập mà cũng không dò xét được gì, nếu chút nữa là bị phát hiện. Người này chắc chắn không phải tu luyện ngũ hành công pháp tạo ra linh khí ba động. Rõ ràng là hắn tu luyện một loại công pháp đặc thù nên hắn mới có biểu hiện này. Nhưng tu vi của đại hán này lại thật sự là luyện khí kỳ tầng 10 không giả chút nào. Vì vậy vẻ mặt bên ngoài của Hàn Lập vẫn bình thường, trong lòng suy nghĩ tìm hiểu thêm về người này. Trong lúc Hàn Lập đang suy nghĩ thì phía trước cái đồng bát thật lớn do thanh niên họ du đang khu xử, bỗng nhiên xuất hiện một cái hải vụ xương mù mịch mờ khôn cùng, Nhìn đám sương mù bên dưới, bạch khí quay cuồng cực kỳ nồng đặc, bên trong lại ẩn chứa âm phong sấm sét truyền ra. Trông không giống như bình thường, Hàn Lập trong lòng vừa động liền buông thần thức ra thử dò xét một chút, nhưng cũng chỉ có thể tiến đi ra xa khoảng 10 trượng, bên ngoài dường như có cái gì đó ngăn cản. Không cách nào đi qua được, Hàn Lập liền dùng mình, biết rằng màn sương mù trắng này không phải là cấm chế bình thường. Mà cái này chắc chắn là đại trận hộ phái của Lạc Vân Tông đã tạo ra cấm chế lợi hại này nên hắn không dám liều lĩnh dò xét nữa mà vội vàng thu hồi thần thức lại còn những tán tu đi cùng với hàn lập thấy một màn hải vụ trước mắt trên mặt như vậy liền lộ ra vẻ kính sợ mặc dù bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua trận pháp nhưng với cấm chế kinh người trước mắt cũng đủ để cho bọn họ mở rộng tầm mắt lúc này thanh niên họ du pháp quyết trong tay biến đổi tốc độ phi hành pháp khí từ từ chậm lại rồi dừng hẳn đưa tay vào trong túi chữ vật móc ra một cái trận kỳ màu xanh đứng trước đám người hàn lập vị thanh niên này trong miệng niệm lẩm bẩm cái trận kỳ màu xanh trong tay bắt đầu xuất hiện ra một mũi tên nhọn màu xanh nhạt mũi tên này càng lúc sáng lên trói mắt mở vị thanh niên anh tuấn đọc xong một đoạn khẩu quyết lập tức hai mắt trợn tròn chỉ cái trận kỳ tới phía trước đám sương mù trắng một đạo quang mang màu xanh to lớn từ mũi tên bắn nhanh ra rồi đi xuyên thủng qua đám vụ hải một màn kinh người xuất hiện chung quanh đám sương mù vẫn quay cuồng như cũ còn trước mắt thì đám vụ hải bỗng nhiên sóng êm gió lặng sau đó một tiếng động truyền ra đám bạch khí tách ra hai bên rồi một cái thông đạo rộng chừng hai ba trượng hiện ra trước mắt thấy vậy vị thanh niên họ du không dám chậm chế, liền thúc giục pháp khí dưới chân lập tức chở mấy người này phi đột tiến vào bên trong thông đạo trong nháy mắt không thấy bóng dáng không lâu sau cái thông đạo mới mở ra này lập tức di động rồi khép lại như cũ rồi sau đó tiếng sấm tiếng gió lại vang lên còn đoàn người của hàn lập sau một lúc thì đã xuyên qua đám vụ hải bây giờ thì tới một nơi trông như là thế ngoại đào nguyên mặc dù còn chưa thấy rõ nhưng một cổ linh khí nồng đậm đập vào mặt hàn lập không tự kìm hãm được lòng mình liền hít sâu một cái rồi mới vui vẻ chăm chú nhìn xem một mảng trời đất thật là rộng lớn cây cỏ xanh tốt hoa thơm cỏ lạ nhìn từ xa ngàn dặm cũng như là gần trước mắt còn trên những ngọn núi chung quanh thì phòng ốc lớn nhỏ điện phủ lầu các san sát nối tiếp nhau còn có rất nhiều tu sĩ với các loại phục sức khác nhau thi nhau xuất hiện Bay tới bay lui trong họ dường như rất là bận rộn. Các ngươi xem kỹ, đây là Sơn môn Lục Kỳ Phong của Lạc Vân Tông chúng ta, sau này nếu các ngươi có thể bái nhập vào bổn môn thì nơi đây là sư môn của các ngươi. Nhưng bây giờ thì theo ta đi đến Thiên Tuyển Phong, nói ra lai lịch xuất thân của các ngươi. Sau đó kiểm tra thử công pháp tu vi của các ngươi một chút. Thanh niên nhìn mấy người này với vẻ mặt vừa vui mừng vừa sợ hãi, mà vô cùng hưng phấn thu vào trong mắt, rồi cười to lên vui vẻ. Sau đó lấy ngón tay chỉ về phía một ngọn núi gần đấy rồi nói: "Chương 598, nhập môn hạ, đám người của Hàn Lập tự nhiên sẽ không có ý kiến gì." Lúc này vị thanh niên họ Du khu động cái cự bát dưới chân đi thẳng đến Thiên Tuyển Phong ở phía xa. Trên đường đi đoàn người bọn họ gặp vài tên tu sĩ đi ngang qua, đa số đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Vừa thấy vị thanh niên này họ liền cung kính ân cần thi lễ thăm hỏi. Dường như danh khí của vị thanh niên này ở Lạc Vân Tông cũng không nhỏ chỉ duy nhất gặp được một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, còn là một vị hoàng bào tu sĩ với lỗ tai giống lỗ tai khỉ. Người này vừa lúc lại từ thiên tuyền phong đứng trên một cái pháp bảo phi xoa đi xuống. Ngay khi gặp được vị thanh niên họ du này hắn liền ngẩn ra rồi sau đó mới tươi cười nói. Du sư đệ, những người này là những đệ tử mới nhập môn sao? Xem ra lần này cũng không có mấy người. Người này rất là nhiệt tình niềm nở với vị thanh niên, nhưng đối với Hàn Lập cùng với mấy người tán tu này hắn không thèm nhìn lấy một cái, ra vẻ rất là xem thường bọn họ. Thì ra là ngôn sư huynh, những người này còn phải thông qua việc kiểm tra vấn tâm thuật, sau đó mới báo cho trưởng môn biết, rồi họ mới chính thức trở thành đệ tử của bổn môn. Bây giờ chỉ là người mới tuyển mà thôi thanh niên anh Tuấn họ du, vừa thấy vị hoàng bào tu sĩ này, trên mặt hắn trao mày một chút rồi thản nhiên đáp. Có việc này, sư đệ người cũng biết là sư huynh đang luyện chế phù, lại đang thiếu hai đệ tử chế phù, Vậy ngươi có thể trực tiếp phân cho ta hai người về làm môn hạ có được không? Vị hoàng bào tu sĩ hai mắt chuyển động, rồi lập tức cười hì hì nói. Lúc này, hắn mới đưa ánh mắt nhìn mấy người phía sau vị thanh niên này đánh giá một chút. Vẻ mặt của Hàn Lập lúc này vẫn như thường, nhưng trong lòng có chút không thoải mái. Ánh mắt của người này làm cho hắn cảm thấy khó chịu, cứ như là chủ nhân của bọn họ vậy. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn thì hắn thật sự muốn đem mấy người bọn họ đi làm những việc cực nhọc những tên tán tu khác nghe vậy sắc mặt hơi đổi, xem ra đối với người này họ thực sự không có ấn tượng tốt gì cả. ngôn sư huynh, chuyện này tiểu đệ không thể làm chủ, ngươi chắc hẳn là biết việc phân phối đệ tử là do trưởng môn quyết định. nếu sư huynh thấy mình không có đủ đệ tử phụ giúp việc luyện phù thì có thể đi gặp trưởng môn mà báo một tiếng. hiện tại sư đệ đang có chuyện quan trọng trong người, hơn nữa còn có miêu sư huynh đang chờ ở ninh tùng cư. vì vậy không dám ở đây lâu thanh niên họ du nhìn hoàng bào tu sĩ giải thích một chút rồi từ chối yêu cầu quá phận của hắn. Sau đó lập tức tìm một cái cớ, rồi thúc giục pháp khí dưới chân, mang theo đám người Hàn Lập hướng tới chỗ lầu các dưới chân núi mà bay nhanh đi. Hoàng bào tu sĩ vốn còn muốn mở miệng tiếp tục nói nữa, nhưng nghe một tiếng miêu sư huynh thì trên mặt hắn lộ ra vẻ trần trừ, ra chiều suy nghĩ một chút. Vì vậy đã để cho vị thanh niên kia có cơ hội rời đi. Nhìn thân ảnh của vị thanh niên cùng với đám người tiến vào lầu các ở phía xa. Thân sắc của hoàng bào tu sĩ vẫn âm trầm bất định. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên hừ lạnh một tiếng rồi cả người hắn hóa thành một đạo hoàng quang hướng tới một ngọn núi khác mà bay đi. Lúc này vị thanh niên đã mang theo đám người của Hàn Lập đi vào tầng một của lầu các, đối diện xuất hiện ra một vị tu sĩ đang ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ, trên tay đang cầm một một quyển trúc giản, đó là một vị thanh niên gầy ốm. Thấy vị này trong lòng Hàn Lập hết sức kinh ngạc, người này chỉ khoảng 34, 35 tuổi, nhưng Tu Vi không ngờ lại đến cảnh giới trúc cơ học kỳ. Mặc dù người này chỉ mới vừa tiến vào hậu kỳ, còn chưa củng cố nhiều, nhưng hắn tuyệt đối là một kỳ tài hiếm thấy trên đời. Với tuổi tác hiện nay của hắn mà nói thì cơ hội kết thành kim đan rồi tiến vào kết đan kỳ rất là lớn. Cho nên không trách được hoàng bào tu sĩ đáng ghét kia vừa nghe tên người này thì không dám dây dưa tới. Những vị tu sĩ khác thấy tu vi kinh người của vị thanh niên khô gầy này liền kinh sợ không thôi. Lúc này, vị thanh niên này cũng đã buông trúc giản trong tay, đưa mắt liếc nhìn vị thanh niên họ du một cái, nhẹ giọng hỏi. Dù sư đệ, ngươi thật là vất vả, mới vừa rồi ngôn sư đệ có gặp ngươi, sư huynh nếu đã biết thì đâu cần phải hỏi việc này nữa. Bất quá, người nọ chẳng phải là đến tìm phái linh sư tỷ sao. Thanh niên anh Tuấn lộ ra vài phần chán ghét, sao lại gọi là người nọ, mặc dù ngôn sư đệ có chút quá phận nhưng cũng là đồng môn sư huynh đệ của Lạc Vân Tông chúng ta. Dù sư đệ nói năng có chút không phải, sau này cần phải chú ý nhiều hơn, nếu không bị sư phụ nghe được, thì việc bị phạt là không tránh khỏi với sắc mặt bệnh hoạn không tốt nhưng giọng nói của vị thanh niên này có chút ý trách cứ nhưng âm thanh thì thản nhiên không có chút gì tức giận nhưng như vậy cũng làm cho vị thanh niên họ du trong lòng lo sợ vội vàng mở miệng đáp sư huynh giáo huấn tiểu đệ sau này nhất định chú ý nghe vị thanh niên nhận lỗi trên mặt vị khô gầy thanh niên mới lộ ra vẻ mỉm cười hắn gật đầu rồi xoay chuyển ánh mắt nhìn tới đám người của hàn lập hắn đánh giá rất là cẩn thận từng chút một thấy hắn kiểm tra rất là cẩn thận, hơn nữa cũng rất là thong thả, nhưng cũng làm cho mọi người cảm thấy bất an ở trong lòng. Không biết có phải là do ảo giác hay không, mà Hàn Lập phát hiện ra ánh mắt của đối phương khi nhìn tới đại hán dâu quay nón, thì giống như theo bản năng dừng lại một chút, rồi sau đó lại hướng tới những người khác kiểm tra tiếp. Với tu vi bây giờ của Hàn Lập thì đối phương chắc chắn không có khả năng phát hiện ra được sơ hở. Nhưng lại lặng lẽ ghi tạc việc này vào trong lòng. Một lát sau vị miêu sư huynh thu hồi lại ánh mắt, rồi bình thản lấy ra từ bên hông một đám ngân phù trói mắt cầm nơi tay. Lần này tổng cộng chỉ có 7 người, theo ta suy đoán cũng không chê lệch nhiều lắm. Nếu không, có nhiều người hơn thì vấn tâm phù của ta cũng không đủ dùng. Lát nữa du sư đệ đem những cái phù này áp nó vào trên người những vị đạo hữu này. Chờ xem hiệu lực phát tác ra sao rồi đưa bọn họ tới phòng luyện công của ta miêu sư huynh với âm thanh vô cùng bình tĩnh, rồi đem mấy cái phù này phóng tới vị thanh niên xong rồi liền đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà hướng tới lầu hai mà đi nhưng ngay khi vị khô gầy thanh niên theo thang lầu chậm rãi đi lên không biết vì sao đột nhiên khom lưng ho kịch liệt lên một trận nghe âm thanh dường như rất là thống khổ không chịu nổi sau đó hắn hắn liền đứng dậy lúc này mọi người với ánh mắt kinh ngạc nhìn tới chỗ cầu thang thì không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa nhìn thấy ngày cảnh này trong mắt hàn lập xuất hiện một tia kinh ngạc nhưng liền biến mất ngay khôi phục lại như thường thanh niên họ du vẻ mặt lộ ra vài phần lo lắng thở dài một tiếng rồi quay lại nhìn đám người của hàn lập nói trong tay của ta bây giờ chính là vấn tâm phù, công hiệu của phù này ta không cần nói chắc các ngươi cũng biết rồi. Nếu trong lòng có âm mưu bất chính, hoặc là có mưu đồ gì khác muốn lừa gạt để hòng vượt qua lần kiểm tra này, thì tốt nhất bây giờ nên chủ động rút lui ra ngoài, nếu không lát nữa phát hiện ra cái gì không ổn thì cũng đừng trách lạc vân tông chúng ta không khách khí. Một nói xong những lời này, hàn mang trong mắt của vị thanh niên chợt hiện lên, lạnh lùng quét ngang nhìn bảy người đứng đối diện một lần. Mặc dù khẩu khí của hắn có chút âm trầm đáng sợ, nhưng lúc này cũng không có ai đứng ra. Thấy vậy vị thanh niên họ du gật đầu, hai tay vung lên, bảy đạo ngân quang bắn ra, đi thẳng tới rồi áp vào vai phải của mỗi người. Sau đó vị thanh niên này cũng không vội vàng mà khoanh chân ngồi xuống, không để ý gì tới bảy người bọn họ mà nhắm mắt dưỡng thần. Còn đám người dâu quai nón mặt đối mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ mỗi người một suy nghĩ nhưng không ai dám dò xét vấn tâm phù. Vì vậy chỉ gương mắt nhìn nhau mà thôi. Lúc này Hàn Lập mới nghiêng đầu một cái rồi nhìn cái phù màu bạc dài khoảng một gang tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng lập tức trở lại bình thường coi như không có việc gì. Không bao lâu sau, cái phù trên vai Hàn Lập đột nhiên ngân quang đại thịch, sau đó thì lúc sáng lúc tối lập lè. Vị thanh niên họ du đang ngồi xếp bằng thấy vậy, mở mắt ra, không chút cảm tình nhìn Hàn Lập nói. Một mình ngươi đi lên, miêu sư huynh ở trên đó chờ ngươi. Hàn Lập nghe xong lời ấy, liền thu cái phù lại, không nói lời nào mà nhấc chân bước đi, một lát sau, đã đứng ở tầng 2 của lầu các. Nơi này trống rỗng, ngoại trừ hai cái bổ đoàn, ngoài ra không còn cái gì khác. Còn vị thanh niên gầy ốm kia đang ngồi trên một cái bổ đoàn, vừa thấy Hàn Lập đi đến liền nở một nụ cười lãnh đạm, nhìn cái bổ đoàn trước mặt chỉ một cái. Ngồi xuống đi, không cần lo lắng, việc này rất nhanh, hơn nữa đây không phải là mê hồn thuật, chỉ là kiểm tra xem ngươi trả lời là thật tâm hay là giả dối mà thôi. Mặc dù đây chỉ là thuật phán đoán, không thể nói là hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đúng khoảng 89 phần 10. Cho nên, ta sẽ hỏi ngươi 10 vấn đề, nếu có 3 vấn đề mà bị phán đoán là sai thì ngươi sẽ không được bổn tông tiếp nạp. Đạo hữu đã rõ ràng chưa? Vãn Bối biết Hàn Lập thở dài một hơi, gật đầu thành thật nói. Sau đó đi tới cái bồ đoàn phía đối diện vị thanh niên rồi ngồi xuống. Nhưng lúc này trong lòng Hàn Lập lại cười lạnh nếu vấn tâm thuật có thể hỏi ra việc hắn có thật lòng mà nói thì cái này đúng là có quỷ tốt bây giờ bắt đầu hỏi người xuất thân từ đâu vị miêu sư huynh liếc mắt nhìn thoáng qua cái ngân phủ chợt lóe trên vai của hàn lập rồi bắt đầu hỏi hàn lập chờ bảy người từ trong lầu các bay ra sau đó mới nhắm hướng tới một ngọn núi cao lớn mà bay đi hàn lập cùng với bảy người kia đều được vị khô gầy thanh niên phán đoán là vô sự cho nên mấy người bọn họ cùng nhau đi gặp trưởng môn của lạc vân tông để xác nhận rồi cùng nhau đăng ký tên Xong việc này bọn họ được xem như là đệ tử chính thức của Lạc Vân Tông. Chương 599, đoán kim chi thể. Ngọn núi lớn nhất này chính là ngọn lục kỳ phong cao khoảng chừng 3 ngàn trượng, xung bao có vài ba ngọn núi trông giống quần tinh cùng nguyệt. Hơn nữa từ bên sườn núi còn có một đám sơn vụ màu tím bao quanh, làm cho cảnh sắc nơi đây trở nên mông lung và tràn ngập vẻ thần bí không nói nên lời. Nhưng mà ở chân của ngọn núi này thì ngược lại vô cùng náo nhiệt. Vây quanh chân ngọn núi này là tầng tầng lớp lớp nhà cửa, Kiến trúc nối tiếp nhau san sát, từ cái nhà tranh đơn giản cho đến đền đài, cung điện cao đến 10 trượng đều có cả. Ngoài ra còn có nhiều loại cửa hàng mua bán nhỏ tụ tập ở những ngã ba, ngã tư đường. Dường như là do tự phát mọc lên, dọc theo hai bên đường của những cái ngã tư còn có một số cửa hàng mua bán đồ vật. Phần đông khách hàng ở đây là các đệ tử của Lạc Vân Tông. Bọn họ đi lại, mặc cả mua bán với những người chủ tiệm. Nhìn thấy cảnh này đám bảy tên tu sĩ Hàn Lập đều trợn mắt, há mồm kinh ngạc vị thanh niên họ du dường như đã quen với cảnh này nên không thèm để ý tới mà thúc giục pháp khí đi qua rồi nhắm thẳng tới một chỗ cao hơn trăm trượng có một tòa thạch điện vững vàng to lớn mà bay tới toàn bộ thạch điện này được tạo thành từ những tảng đá màu xanh to lớn nó cao khoảng hai ba mươi trượng hai bên còn có một cái điện nhỏ hơn cao khoảng sáu bảy trượng còn phía trước là một bãi đá có vài tên tu sĩ bay đi lại vị thanh niên họ du hạ cái đồng bắt xuống rồi cùng với đám người hàn lập từ từ đi xuống sau đó hắn bắt pháp quyết cái đồng bát liền nhanh chóng thu nhỏ lại rồi hắn thu lấy bỏ vào túi chữ vật các ngươi ở chỗ này chờ một chút ta vào bẩm báo trưởng môn trước sau đó sẽ gọi các ngươi đi vào nói xong lời này vị thanh niên không quan tâm tới họ nữa mà đi nhanh về phía trước ở ngay cửa ra vào có vài tên tu sĩ luyện khí kỳ hiển nhiên biết được vị thanh niên họ du nên cũng không có vặn hỏi điều gì ngược lại còn cung kính thi lễ sau đó lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa điện lúc này đám thủ vệ mới tò mò dùng ánh mắt đánh giá đám người Hàn Lập một chút, dường như đã đoán ra được thân phận của bọn họ. Một hồi sau, từ trong điện cũng không có người gọi bọn họ đi vào, mà từ xa xa một đạo bạch quang bay tới. Khi đạo bạch quang này bay tới thì dừng trên không chỗ bọn người Hàn Lập, hào quang chờ tắt liền hiện ra một cái cẩm mặt thật lớn. Đứng trên đó chính là vị thanh niên mặt trắng cùng với bốn gã tu sĩ tuổi trẻ đã được chọn và đi trước bọn họ. Thanh niên mặt trắng từ trên cao hạ xuống liếc mắt nhìn bảy người bọn họ một cái, Ánh mắt có chút kinh ngạc. Rồi sau đó cũng không để ý tới bọn họ nữa mà chỉ cho mấy người từ trên pháp khí đi xuống bên cạnh, nói cho bốn người tuổi trẻ ở lại rồi chính mình thì ngạo nghễ đi vào thạch điện. Lúc này đám bảy người Hàn Lập bọn họ đối với bốn người tuổi trẻ có linh căn tư chất, chia ra làm hai bên đứng nhìn nhau. Không biết vì lý do gì, mặc dù rõ ràng là cùng nhau bái nhập vào môn hạ đệ tử của Lạc Vân Tông, nhưng không khí dường như không được tự nhiên, thậm chí có lúc song phương nhìn nhau với ánh mắt không thiện cảm. Lần này tiến vào làm môn hạ của Lạc Vân Tông, hai nhóm người này cũng không có mở miệng nói chuyện với nhau, mà chỉ nặng nề im lặng đứng chờ. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, vị thanh niên họ Du từ bên trong đi ra, khi tới cửa điện liền đưa tay ngoắc đám người Hàn Lập tới. Rồi lại quay đầu liếc mắt nhìn bốn người tuổi trẻ mở miệng nói: "Các ngươi bốn người cũng đi vào cùng một lượt, trưởng môn sẽ trực tiếp gặp tất cả các ngươi, để nhận làm đệ tử." Nói xong nói thế, vị thanh niên này liền quay đầu đi, hai nhóm người không dám chậm trễ vội vàng nghe lời đi theo vào sau khi đi theo vị thanh niên này xuyên qua một cái hành lang dài đám người hàn lập đi đến một cái sảnh đường lớn rộng khoảng hai ba mươi trường bên trong có bảy tám gã tu sĩ với những dáng vẻ khác nhau ngồi trên ghế đang thấp giọng nói chuyện vừa thấy vị thanh niên họ du mang theo những đệ tử mới tiến vào lúc này bọn họ mới ngừng nói chuyện ánh mắt liếc qua đám người hàn lập đánh giá một chút lúc này hàn lập ra vẻ rất là thành thật nhìn không trước mắt nhưng lại lén thả ra thần thức dò xét tất cả tướng mạo cùng tu vi của các vị tu sĩ đó đều đi vào trong óc của hắn trúc cơ hậu kỳ có một người trung kỳ có hai người còn lại đều là tu sĩ sơ kỳ còn vị thu sư huynh cùng thanh niên mặt trắng cũng ngồi chung với những người này làm phiền du sư đệ rồi ngồi xuống nghỉ ngơi đi ngồi ở chủ vị phía trên là lam bảo tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nhìn vị thanh niên khoát tay cười nói hắn chính là trưởng môn ngụy nhất minh của lạc vân tông người này tướng mạo bình thường hai mắt nhỏ bé giống như người không sâu sắc nhưng khi khoát tay lại tạo ra một loại khí thế làm cho người khác phải tin phục, xem ra có chút không đơn giản. Đa tạ trưởng môn sư huynh, vị thanh niên sau khi chắp tay nói cũng không dám khách khí, ngồi xuống cái ghế trống ở bên cạnh. Lúc này, Hàn Lập đảo mắt nhìn qua các vị tu sĩ khác do xét một lần, cuối cùng dừng lại ở người của bốn tên tu sĩ trẻ tuổi. Một gã thanh niên có dáng người khôi ngô, trong mắt ẩn chứa sự nóng bỏng. Cảm ứng được hết tất cả những việc này, Hàn Lập còn đang kinh ngạc, thì nghe được từ giữa sảnh đường, âm thanh của Lạc Vân Tông trưởng môn vang lên. Tốt, lần này cũng đã có đệ tử nhập môn, dù rằng trước đây mấy năm bổn môn cũng đã thu nhận một nhóm đệ tử. Còn những người này, các vị sư đệ xem nên phân phối những đệ tử này như thế nào làm bảo tu sĩ sau khi đánh giá hết những tân đệ tử đứng trước mắt rồi chậm rãi nhìn những tu sĩ khác nói. Việc này hết thảy đều do trưởng môn sư huynh quyết định. Nói vậy nhưng ngụy sư huynh chắc chắn phải làm cho ta tâm phục khẩu phục một lão giả, tóc có chút xám trắng, xoa xoa bộ râu ngắn dưới cằm, với bộ dáng vô cùng khách khí. Trong lời nói vừa đưa vừa đẩy khéo léo phát ra, bất quá, ở đây không tính tới ngoại sự đệ tử. Đối với nội môn đệ tử, ẩn kiếm phong chúng ta lần trước chỉ có thu nhận hai người mà thôi. So với những nơi khác đều ít hơn, lần này đây có thể được phân nhiều hơn một người hay không? Những đệ tử khác ta không nói tới, ta chỉ muốn có được tên đệ tử có đoán kim chi thể để ẩn kiếm phong chúng ta dạy dỗ. Lão giả này nói xong rồi chỉ tới một vị thanh niên khôi ngô, Gã thanh niên này nghe vậy liền ngẩn người ra, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hừ, ẩn kiếm phong các ngươi lần trước mặc dù số đệ tử được ít nhất, nhưng trong đó đều là đệ tử có hai linh căn, điều này sao không nói? Lần này thật vất vả mới tìm ra được một vị đệ tử có linh thể đặc thù, tự nhiên phải để cho Hỏa Vân phong chúng ta chứ một vị trung niên sắc mặt hơi trắng một chút. Vừa nghe xong lời này lập tức nhịn không được, không chút khách khí lên tiếng phản bác. Hỏa Vân phong các ngươi với Hỏa thuộc tính công pháp là chính còn tu sĩ đoán kim chi thể là do trời sinh công pháp thuộc tính chất kim. Dương sư đệ, các người có cái gì mà tranh chứ lão giả tóc xám trắng vừa nghe lời ấy liền cười hắc hắc lắc đầu nói. Việc các người ẩn kiếm phong có công pháp kim thuộc tính, thì hỏa vân phong chúng ta cũng có lý sư bá với kim luyện quyết ở khê quốc này cũng rất là nổi danh. Vì vậy để từ tu luyện công pháp này thì có gì là không thể chứ người trung niên không một chút nhượng bộ nói. Ngươi, được rồi, hai người các ngươi đã nói rõ ý kiến, ta cũng không cần nói thêm gì nữa ngụy nhất minh sau khi nhăn mặt một chút liền mở miệng ngắt lời hai người đang tranh chấp được rồi hai vị sư huynh cũng đừng tranh cãi nữa không có kết quả gì đâu hay là để cho trưởng môn sư huynh quyết định không cần biết là phân về nơi nào thì đây cũng chính là đệ tử của lạc vân tông chúng ta vì vậy không cần tranh chấp làm chi thì ra là vị thu sư huynh cười khẽ lên tiếng khuyên giải vừa nghe nói thế lão giả cùng với vị trung niên sắc mặt trắng bạch liếc nhìn nhau một cái nhưng lập tức lão giả liền nhanh hơn một bước nói thu sư đệ nói vậy cũng có lý vậy việc này sẽ do trưởng môn sư huynh quyết định còn ẩn kiếm phong chúng ta sẽ không có ý kiến gì còn vị trung niên nghe vậy sắc mặt trần trừ một chút cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý trưởng môn lạc vân tông sắc mặt bình tĩnh sau khi suy nghĩ một chút liếc nhìn đám bảy người hàn lập một cái rồi chậm rãi nói người đệ tử này có điểm đặc thù sẽ được xử lý sau cùng Bây giờ, trước tiên xem nên phân phối các đệ tử thuộc về ai đã. Dù sao Lục Phong trong Lạc Vân Tông chúng ta, cũng không ngại có thêm nhiều đệ tử. Bây giờ hãy từ bảy tên ngoại sự đệ tử bắt đầu phân chia đi. Một lúc lâu sau, Hàn Lập cùng gã dâu quai nón hai người, đứng ở trên cửa bát đi theo vị thanh niên họ du lần nữa hướng tới thiên tuyển phong phi độn quay về. Phục sức trên người bọn họ đã đổi thành màu lam đệ tử cấp thấp. Bên trong nội đường sau một phen phân chia hai người bọn hắn được phân chia cấp cho thiên tuyển phong còn vị thanh niên họ du đối với việc này dường như không có ý kiến gì chỉ chờ sau khi việc phân phối chấm dứt rồi mới mang theo hai người này từ thạch điện rời đi còn về vị thanh niên khôi ngô kia không ngờ lại được phân cho nguyễn thạch phong còn lão giả tóc xám cùng với vị trung niên của ẩn kiếm phong không có được người này nên vẻ mặt có chút mất hứng nhưng cũng đành phải chấp nhận cũng may bọn họ cũng được phân cho hai gã nội môn đệ tử khác nên cuối cùng cũng không quay về tay không các ngươi hai người thân phận mặc dù chỉ là ngoại sự đệ tử nhưng đã được phân cho thiên tuyền phong chúng ta thì cũng tính là các ngươi gặp may bởi vì gia sư cũng là sư tổ của các ngươi đối đãi với mọi người rất là nhân hậu vì vậy chúng ta cũng không đối đãi với các ngoại sự đệ tử các ngươi quá nghiêm khắc nhưng khi phân công nhiệm vụ cho các ngươi thì các ngươi nhất định phải cố gắng mà hoàn thành thời gian còn lại các ngươi sẽ được tự do nếu có cơ hội lập được công lớn nói không chừng sư tổ cũng sẽ ban thưởng trúc cơ đan cho các ngươi dù sao trên danh nghĩa ngoại sự đệ tử cùng nội môn đệ tử đều có cùng mức hưởng thụ đãi ngộ giống nhau nhưng nhiệm vụ chủ yếu của nội môn đệ tử chỉ là tu luyện còn các người bởi vì do nguyên nhân tư chất nên chủ yếu chỉ học cách chế phù luyện đan và làm các việc khác hiện tại bổn phong có vài vị sư bá có khả năng chế tạo phù và luyện đan rất là cao thâm các ngươi có thể học được không ít chuyện tốt do biết được hàn lập cùng dâu quai nón đã là đệ tử của thiên tuyền phong nên vị thanh niên này đối với hai người bọn Hàn Lập ôn hòa rất nhiều, bắt đầu giảng giải nói cho họ biết một số chuyện. chương 600, Quy Trúc, Đa Tạ Dư Sư Thúc chỉ điểm, mặc dù cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng biểu hiện trên mặt Hàn Lập vẫn ra vẻ cung kính. Về phần vị đại hán dâu quay nón, chỉ nhếch miệng mà thôi. Bộ dáng tựa hồ thật thả ít nói, điều này làm cho Hàn Lập vốn biết lai lịch đối phương có chút vấn đề, trong lòng một trận không nói gì. Đại hán này hoặc là khả năng diễn xuất đã xuất thần nhập hóa, hoặc là người này thật không biết dị trạng trên người mình. Nhưng vì thế mà khi vị miêu sư huynh nhìn thấy dị trạng của hắn thì có chút nghĩ ngợi nhưng Hàn Lập không tin một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lại có thể nhìn ra hàn khí trên người người này. Khẳng định bên trong có điểm gian trá, biểu hiện của thanh niên họ du đối với Hàn Lập cùng đại hán, tựa hồ rất hài lòng. Sau khi nói vài câu, liền mang theo hai người hạ xuống trước một dãy lầu các trên tuyền phong sơn. Tại trên một tảng đá chỗ bọn họ hạ xuống, có hai người nam nữ thiếu niên đang đứng sóng vai nói cái gì đó, nhìn thấy người thanh niên, hai người lập tức đình chỉ nói chuyện, cũng đi tới. Đây không phải là du sư thúc sao, sư thúc muốn tìm sư tổ sao, thiếu nữ có gương mặt búp bê, bộ dáng thoạt nhìn chỉ khoảng 15-16 tuổi, hướng người thanh niên cười hì hì hỏi. Thái độ rất tùy ý làm cho trong lòng hàn lập vốn bia rõ tôn ti tu tiên giới nghiêm khắc dị thường một trận ngạc nhiên. Không sai, hai người này là ngoại môn đệ tử phân đến lần này, ta muốn cho sư tổ gặp một chút sau đó xem coi sẽ phân đến làm môn hạ vị sư huynh nào tốt thanh niên họ du đối với bộ dáng của cô gái phi thường quen thuộc lộ vẻ tươi cười nói thì ra là sư đệ mới tới sau này nếu có cơ hội đừng quên cho ta cùng tân sư đệ nói chuyện thế tục một chút nha ta rất muốn nghe một ít nghe vậy nhãn châu cô gái liền chất động hướng hàn lập cùng đại hán cười ngọt ngào nói sư tỷ muốn nghe chuyện cần gì phải lôi kéo đệ ta còn muốn tu luyện thanh niên ra đen kế bên thật thà lẩm bẩm nói tu luyện lúc nào cũng có thể bắt đầu nhưng là có sư đệ mới từ thế tục giới gia nhập thiên tuyển phong đây chính là một chuyện hiếm có đương nhiên muốn nghe một chút sự tình bên ngoài mặc dù bộ dáng cô gái nhỏ tuổi xinh xắn nhưng lại làm ra bộ dáng người trên giáo huấn tên thiếu niên thoạt nhìn làm cho người ta không biết nói gì thanh niên họ du lộ ra vẻ cười khổ lắc đầu sau đó không nói gì thêm nữa mang theo hai người tiến vào trong sân đối diện hai người các người chú ý mã sư muội cùng tân sư đệ mặc dù thoạt nhìn tuổi còn trẻ bối phận cũng cùng các người giống nhau nhưng lại là hậu bối tục giới tại thế của sư tổ mặc dù chưa chính thức được nhận làm đệ tử nhưng chỉ là chuyện sớm muộn vạn lần không thể đắc tội nếu không sư tổ trách tội xuống thì không ai có thể gánh cho các ngươi người thanh niên một bên đi tới một bên nhắc nhở hàn lập nghe lời này cười khổ gật đầu mà đại hán thì sờ gáy cười không nói thấy vẻ mặt hai người như vậy thanh niên mỉm cười, lại an ủi nói. Tân sư đệ là một người thành thật, sẽ không làm ra chuyện gì khác thường, chỉ là tân sư muội cũng rời nhà từ nhỏ, tính tình nghịch ngợm chút mà thôi, cũng không có ác ý gì với người khác. Cho nên hai người các ngươi cũng không cần quan tâm đến việc này. Chỉ cần hơi chú ý một chút, Hàn Lập cùng Đại Hán liên tục gật đầu dạ vâng, ngay lúc đang nói chuyện, mấy người đã xuyên qua gian đình viện, đang đứng trước một xương phòng u tính. Là quân nhi hả, cơ hồ vừa ngay lúc xuất hiện trước phòng, bên tai mọi người liền vang lên âm thanh thản nhiên của nam tử. Đồ nhi bái kiến sư phụ, Du Tuấn vừa nghe âm thanh này, lập tức dừng chân lại, vẻ mặt cung kính đáp. Tam sư huynh cùng ngũ sư tỷ ngươi cũng ở chỗ này. Mang hai người phía sau ngươi cùng vào nhà đi, thanh âm nọ tâm tình tựa hồ rất tốt, cười nói. Vâng, Du Quân không dám chậm trễ, nói hàn lập cùng đại hán một tiếng, liền nhanh bước đi vào cửa phòng đang khép hờ. Đây là một gian đại sảnh trang trí đơn giản, trừ vài bồn hoa màu xanh biếc không biết tên, cũng chỉ có một bộ bàn gỗ bên trong, mà bên cạnh bàn, một vị trung niên trang phục nho sinh, tướng mạo cổ quái, ba tròm dâu đen dài phơ phất trước ngực, bộ dáng tiên phong đạo cốt thoát tục. Mà hai bên người này, có một nam một nữ đang đứng. Nam tóc bạc hoa dâm, mặt có nếp nhăn, đúng là một vị lão giả gần 60 tuổi, cười không nói. Nữ thì mặt như bạch ngọc, tướng mạo xinh đẹp, bộ dáng khoảng 27-28 tuổi, mặt không chút biểu tình dù quân cấp bách bước lên phía trước vài bước khom lưng thi lễ tham kiến sư phụ tam sư huynh mộ sư tỷ đứng lên đi cũng không phải người ngoài không cần đa lễ hai người này chính là tân đệ tử của thiên tuyền phong chúng ta sao trung niên nhân phất ống tay áo một cái làm tên thanh niên tự động đứng dậy sau đó có chút hứng thú đánh giá hai người hàn lập vài lần hàn lập liếc mắt một cái liền nhìn ra người này là tu sĩ kết đan trung kỳ trong lòng mặc dù có chút buồn bực nhưng chỉ có thể mỉm cười kêu sư tổ Đại Hán đồng dạng cũng như vậy. Vị sư tổ đại nhân này hiển nhiên không nhìn ra dị trạng trên người Đại Hán, đương nhiên càng không có thần thông phát hiện ra tu vi chính thức của Hàn Lập. Bởi vậy hắn hướng Hàn Lập cùng gã Đại Hán tên Đỗ Đông, tùy ý nói vài tiếng tốt. Sau đó, liền xoay mặt hướng nam nữ đệ tử đang đứng bên cạnh phân phó. Một khi hai người đã ở đây, vậy không cần làm phiền mấy người khác, các người một người tinh thông chế phủ thuật, một người tại luyện đan dược rất am hiểu, hẳn là cũng đang thiếu người hai gã đệ tử mới tới này, tiện thể do hai người tạm quản. Đương nhiên, thuận tiện chỉ điểm cho họ một chút công pháp tu luyện. Cho dù là ngoại môn đệ tử, tu vi rất thấp nhưng đừng để cho các đồng môn khác trong núi chê cười. Vâng, sư phụ, ta cùng sư muội mỗi người sẽ mang một đệ tử. Bạch phát lão giả nghe vậy, thần tình vui vẻ đáp. Mà nữ tử mặt lạnh khoảng hai mươi mấy tuổi kia, sau khi do dự một chút, cũng khẽ gật. Nếu sư muội cũng đồng ý, bên chế phù ta hiện cần một ít người khỏe mạnh quan trọng giúp đỡ, vậy hãy để đỗ sư điệt này qua giúp ta, còn hàn sư điệt sẽ do sư muội thu lấy. Lão giả suy ngẫm sau đó mở miệng đề nghị, thân sắc nữ tử kia không thay đổi ừm một tiếng, nhưng căn bản không nhìn hàn lập lấy một cái. Trung niên nhân thấy vậy, gật đầu, nhưng đột nhiên hướng hàn lập cùng đại hán nói. Hai người các ngươi trước lui xuống, ta còn có chuyện cùng các vị sư thúc người thương lượng một chút. Các ngươi đứng ở ngoài phòng chờ một lát, Hàn Lập cùng đại hán nhìn nhau liếc mắt một cái, miệng thành thật vâng một tiếng, rời khỏi xương phòng vài trượng, ngoan ngoãn chờ đợi. Sau đó, đại hán đỗ đồng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng lại ngẫn đầu nhìn bầu trời trong xanh xa thẳm, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. Mà bộ dáng Hàn Lập một bên lại lộ vẻ uể oải, một bên thám thính động tĩnh trong phòng. Lấy thần thức cường đại của hắn, hết thảy trong phòng nói chuyện với nhau cái gì, tự nhiên không thể chạy khỏi tai mắt của hắn. Cho nên mặc dù thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong mắt không ngừng biến ảo vài tia dị sắc thoáng một lát cánh cửa xương phòng lại mở ra du quân cùng bạch phát lão giả còn có nữ tử trước sau đi tới lão giả không nói nhiều lời khoát tay thả một món pháp khí dài hình ống sau đó hướng nữ tử cùng du quân cáo tử đem đại hán phá không bay đi lúc này nữ tử cũng đi tới trước mặt hàn lập sau khi lạnh nhạt liếc hắn một cái liền lạnh lùng nói đi theo ta quay về động phủ khóe miệng hàn lập có chút nhếch lên nhưng sau đó liền khôi phục, gật đầu Hồng quang chấp động, một mảng mây đỏ chụp xuống đầu Hàn lập đứng tại chỗ không nhúc nhích Hai canh giờ sau, Hàn lập xuất hiện tại bên trong khu vườn rộng hơn trăm trượng Khi nhìn thấy vài loại dược thảo xanh xanh trong vườn Cùng với ba tòa nhà tranh trong dược viên Và một ngọn núi nhỏ vô danh Hàn lập sờ sờ cầm, mặt mỉm cười thản nhiên Vị nữ tử lạnh lùng xinh đẹp chúc cơ trung kỳ kia Dùng một vài lụa màu hồng Mang hai người đến phía sau động phủ của nữ tử này Vị nữ tử xưng là mộ phái linh sư thúc hỏi hắn nguyện ý trông coi dược viên hay muốn theo mình học tập luyện đan thuật. Điều này làm cho Hàn Lập ngẩn ra, dù sao tu sĩ bình thường chỉ cần đầu óc không có vấn đề, khẳng định sẽ chọn phương pháp thứ hai. Nhưng nữ tử này không chờ Hàn Lập trả lời, lạnh lùng nói tiếp. Trông coi dược viên cực kỳ đơn giản, chỉ cần hàng năm giao lên một lượng dược liệu thì có thể dư được một lượng lớn thời gian tu luyện công pháp. Mà ngoại môn đệ tử học tập luyện đan, mặc dù có cơ hội tiếp cận được các loại đan dược cao cấp, nhưng mỗi tháng đều có quy định phải hoàn thành luyện chế một số lượng đan dược nên thời gian tu luyện sẽ giúp ngắn lại rất nhiều. Bởi hai loại công việc này đều có chỗ tốt xấu, nên nàng muốn cho Hàn Lập ngẫm nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời. Hàn Lập mừng rỡ, tự nhiên không cần phải nghĩ ngợi, liền chọn công việc trông coi dược viên. Hình như công việc này là tạo ra dành cho hắn, vừa lúc có thể giúp hắn có nhiều thời gian để tu luyện. Hắn vốn còn đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi những công việc tạp vụ, chuyên tâm tu luyện nay hết thảy đều được giải quyết, hắn cùng công tác dược viên thật đúng là cực kỳ hữu duyên. Nữ tử lạnh lùng xinh đẹp đối với việc Hàn Lập chọn phương án thứ nhất cũng không lộ cái gì ngoài ý muốn. Sau đó nàng dẫn theo hắn đến dược viên, cho hắn giao tiếp một chút với vị nữ đệ tử vốn đang công tác tại đó, nhân tiện lưu lại một khối ngọc giản ghi công pháp thủy thuộc tính huyền băng quyết, dẫn theo người làm vườn trước kia bay đi. Hôm nay, nơi này đã trở thành địa bàn của Hàn Lập. Chương 601, giải trừ hậu hoạn. Hàn lập chờ cho nữ tử lạnh lùng kia độn quang đi khỏi không thấy bóng dáng, bàn tay lúc này vừa lật, nhìn một vật trong tay. Một khối ngọc giản màu lam, một khối ngọc giản màu xanh biếc cùng một lệnh bài màu vàng. Trong ngọc giản màu xanh biếc là phương pháp tâm đắc để bồi dưỡng vườn dược thảo. Bởi vì cấp độ, phẩm chất dược thảo nơi này tương đối bình thường, hơn nữa chủng loại không nhiều lắm, chỉ cần không ngu dốt thì cũng dễ dàng thực hiện. Một khối ngọc giản màu lam khác chính là công pháp huyền băng quyết do nữ tử nọ lưu lại. Công pháp này hiển nhiên không có khả năng là công pháp đỉnh cấp, thậm chí ngay cả nhị lưu công pháp cũng chưa chắc đạt tới, uy lưu C thật sự thấp đáng thương. ưu điểm duy nhất chính là tu luyện dễ dàng đột phá chướng ngại bình cảnh. Lại nói tiếp nữ tử này cũng không có ý xấu, hàn lập thân là ngoại môn đệ tử, tư chất trong mắt nàng tất nhiên là không tốt, cho nên mới chọn cái công pháp đơn giản này cho hắn. Về phần khối lệnh bài nọ chính là dùng để khống chế trận pháp thô thiển bên ngoài dược viên. Hàn lập tự nhiên sẽ không để trong mắt. Sau khi thu tay lại, Hàn Lập chậm rãi đi vào ba gian nhà tranh, di chuyển quanh một vòng rồi bình thản đi tới. Hàn Lập đứng trước ngôi nhà tranh, ánh mắt đảo qua, dừng lại phía tiểu thạch sơn ở sau dược viên, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn trước tiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem thần thức cường đại từ từ thả ra, bao lại phạm vi xung quanh hơn 10 dặm. Sau khi xác định không có tu sĩ khác chú ý tới nơi này, liền không khách khí vung hai tay lên.